Em xin chào buổi tối cả nhà mình. Mấy cái đơn hồi chiều em chụp cho chị đó là nó khá là đúng không? Xả luôn không? Em chào chị Rồng nhỏ ạ. Em chào tất cả các chị. Tối nay em lên cho các chị cái mẫu áo cách tân tailor này trước nha. Các chị đẹp nhà em rất là đẹp luôn. Áo em đang mặc là giá 75.000 một áo đó chị. Tailor giúp em ha, rất là đẹp luôn. Em đang mặc mã này, các chị lên giúp em là mã xanh lá nha cả nhà, xanh lá. Cái mẫu hôm nay em về cho các chị là nó chỉ có từ size 1 đến size 5 thôi. Cái mẫu này hôm nay em không có size 6 nha. Em chào chị Lưu Quang Bảo, em chào chị Rồng Nhỏ, em chào chị Linh Mẫn. Áo em đang mặc cả nhà lên giúp em là mã xanh lá nha cả nhà. Đẹp quá đẹp luôn các chị đẹp nhà em ơi. Giá chỉ có 75.000 một áo thôi. Cái chị quần em đang mặc là 70.000 một quần. Cái chị có quần rồi thì lấy áo không cũng được ha. Mã em đang mặc cái chị lên giúp em là mã xanh lá. Rồi em like luôn nha cả nhà, chăm thủ nha. Rồi lên giúp em mã này là mã đỏ nâu. Giúp em là đỏ nâu. Cái đỏ nâu đó rất là đẹp luôn đó các chị. Lên giúp em là mã đỏ nâu. Rồi lên giúp em mã này là mã hồng đi cả nhà. Mã hồng. Giúp em mã hồng nha các chị. Mã hồng. Chị ơi, mình chụp hình mình gửi qua giùm em đi chị. Cái mẫu của chị, cái mẫu của chị diễn tả là em đã hết hàng cách đây gần một năm rồi đó chị. Hiện tại là em không có còn. Trời ơi, em bán chứ lẽ em không biết chứ. Mình coi ở trên YouTube là cái like không có đúng cái thời gian của em nha. Em bán là em bán ở trên Facebook thôi. Chị khỏi cần phải kết bạn Zalo, coi cái hình chụp gửi qua cho em nhận được thì em trả lời. Nhưng mà hàng ở trên YouTube là em nói trước là hàng không có còn nha. Hên xui nha chị. Tại vì cái mẫu giả váy rồi, em nhập cái mẫu giả váy 180.000, chị nói là em đã hết cách đây gần 1 năm rồi. Em chào chị Hà Huyền. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nhí đỏ nha các chị. Chị nào mà coi YouTube á mấy chị, lỡ mà có coi cái like này có phát lại ở YouTube thì lưu ý giùm em nha. Em nói rất là rõ là hàng là em chỉ bán ở trên livestream Facebook nha. Em like trên Facebook, em bán trên Facebook đó, em không bán YouTube, không bán bất cứ cái kênh nào khác ngoài cái kênh Facebook. Và em sẽ ưu tiên chốt đơn trực tiếp trên livestream. Ở trên YouTube là những cái đó là cái đường link người ta lấy, người ta đưa lên trên YouTube nha, để người ta tạo cái kênh của người ta đó. Nên là cái chị đẹp nhà em á, khi mà mình mua hàng thì mình lưu ý giùm em, nó phát không có đúng thời gian. Cái mẫu giả váy từ chị nào mà biết em tầm khoảng 1 năm, 5 rưỡi trở lại đây á, đâu có thấy em bán cái bộ nào mà giá 180.000 đâu. Hàng toàn là giá 120, 130, 130 là cao nhất rồi đó. 145 lâu lâu về có hàng thiết kế đồ này kia, 145 là cao nhất rồi. Hàng 180 là không bao giờ em có hàng đó, em đã đứt hàng cách đây 1 năm rồi. Mấy chị mua hàng, mấy chị vui lòng, mấy chị coi giùm em nha, mấy chị đẹp nhà em. Ngày nào em cũng nhận được cỡ chừng 10-20 cái cuộc gọi ở từ cái YouTube chuyển qua hết trơn á. Mà toàn là mấy chị gửi cái hình mà mẫu đâu, hồi mà em bán trước Tết tới bây giờ. Rồi đâu 2-3 năm trước cũng có luôn. Rồi nói cứ nói á là mới phát đây nè, em mới phát đây, YouTube phát không có đúng cái thời gian, tùm lum hết trơn á. Em không có nhiều chị sáu mới có sáng mới có 6 gửi à, 6 gửi 7 giờ gọi cho em á, đang ngủ chưa thức, nó chưa tỉnh ngủ nữa mấy chị. Gọi điện cho em á, chị mới coi em phát 2 giờ trước nè, chứ không lẽ 5 giờ sáng em thức dậy em livestream. Trời ơi, mấy chế mua hàng mấy chế phải tư duy lên tí xíu giùm em nha. Chứ không lẽ 4-5 giờ sáng em thức dậy em livestream. Ở trên đó mà 2 tiếng trước cứ 1-2 mà em giải thích thì không có chịu nghe nha. Nên là hàng em chỉ ưu tiên em chốt trực tiếp trên livestream và trên Facebook. Tin nhắn thì hên xui nha mấy chị, khi nào em rảnh em trả lời. Không phải bán hàng, không phải chảnh. Mà thật sự ra là em like ở trên live là mất mấy tiếng đồng hồ rồi xuống. Em còn công việc hoặc là em còn nghỉ ngơi nữa. Nên đó là em không có, tại vì cái mục đích của em là em chỉ bán ở trên live trực tiếp, mặc trực tiếp bán cho các chị, mấy chị đặt hàng thôi. Còn qua hình ảnh là lúc mấy chị rảnh thì lúc em không có rảnh nha. Nên đó là đợi chờ nhau qua lại nó rất là lâu rồi, hàng phải đi moi ra nữa.
hàng like xong rồi cái chị dọn dẹp chỉ vừa ship chỉ bỏ vô xong cái mấy chị á, nhắn tin qua cho em thì phải đi moi cái cục hàng đó ra nữa, nó tùm lum nữa, nên nó là em không có bán qua hình ảnh nha, hạn chế tối đa. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã tím, nên là chị nào có coi cái livestream này mà coi Facebook coi bằng YouTube thì lưu ý giùm em. Mình chuyển qua Facebook giùm em đi ha, lập một cái Facebook đi. Bây giờ là một cái số điện thoại là được một cái Facebook, rồi lên đăng ký rất là dễ. Lên nó đăng ký giùm em đi rồi mình mua nha mấy chị. Rồi lên giúp giùm em mã này nha, mã ngọc, lên giúp giùm em là mã ngọc. Chứ giờ mấy chị không biết mà không có hình ảnh nữa mà diễn tả làm sao mà em biết diễn tả, nghe cái giá tiền 180 là biết hàng không có bán rồi đó. Không có bán hàng 180 rồi đó. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã cam nha, cái chị chốt em mã cam. Trời ơi, bán có mấy chục ngàn mà bán còn khó lên khó xuống nè, hàng 180 ra không nổi luôn á. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã da. Mã da nha mấy chị ơi, mã da. Hàng bán có 75.000 cái nè mà bán còn xỉu lên xỉu xuống nè. Rồi lên giúp giùm em mã này là màu xanh lý nha cả nhà ơi, màu xanh lý. Rồi em có bao nhiêu nữa mấy chị? Chốt em đang mặc là chốt thun lỗ nha. Mấy chị cố gắng coi livestream được thì coi livestream trực tiếp giùm em đi, chốt hàng. Thứ nhất là em mặc từng mẫu lên mấy chị coi nó dễ nè. Nha, thứ hai là nó thực tế luôn ha. Đó. Còn qua hình ảnh đồ này kia nhiều khi màu sắc đồ này kia nó còn lệch lẹt, mấy chị chụp hình đồ này kia nó còn sáng tối. Ý mà livestream trực tiếp mà có nhiều chị nhận hàng về còn nói ủa sao ở trên live nhìn nó khác, ở ngoài nhìn nó khác nữa đó. Nên nhớ giùm em màu em là màu xanh lá, húng chi mà chụp hình cái màu nó còn khác dữ nữa. Rồi em đang mặc mã này, cái chị lên giúp em xanh lá đi cái chị. 75.000 một áo, quần em đang mặc là 70.000 một quần. Vẫn là size bình thường ha mấy chị, 50-51kg đổ lại thì chốt size số 1, 55-56kg trở lại chốt size 2, 60-61kg thì chốt size 3, 62-65-66kg thì chốt size 4, 70-71kg đổ lại thì chốt size số 5 giùm em. Rồi lên giúp em màu này là màu xanh lý đó chị. Cổ nữ hoàng này rất là đẹp nè cái chị. Cái này là em may theo cái kiểu dạng như cách tân hơi, cái áo nó hơi bà lai một tí xíu đó mấy chị. Cái áo dạng như hơi nghiêng nghiêng về cái đồ lam á, đồ mà cái chị mặc, cái chị đi lễ đi chùa rồi. Em nghiêng nghiêng về bên đó tí xíu. Em chào chị Tươi Đỗ Thị, nhìn chị lâu lắm rồi mới gặp chị đẹp đó. 1m55-56kg, nếu như mà gọn người thì lấy size số 2 nha chị Danh Dương ơi. Nếu gọn người thì mặc size số 2, còn nếu mà hơi tròn người có bụng tí xíu, eo hơi to chị, eo chỗ này nè. Hơi to tí xíu thì lấy lên size 3, còn nếu mà gọn người thì lấy size 2 giúp em. Rồi lên giúp em màu em đang mặc là màu xanh lý thì cái chị rất là đẹp luôn nha. Giải co giãn 4 chiều. Rồi lên giúp em màu xanh lý. Bữa giờ mấy chị mất tương tác nhiều lắm á, tại Facebook đó là 1 tháng 2 tháng là nó thay đổi cái cách tương tác một lần hả mấy chị. Chị Khánh Mai. À, khách cài chế độ chặn cuộc gọi, bu tá và sớt không gọi được, gieo một tiếng cái bấm bận không à. Ngày 31 tháng 1, chị Khánh Mai. Đây là đơn của chị Khánh Mai, em muốn chốt đơn hàng lại thì đồng ý chuyển khoản 100% giùm em thì em nhận đơn lại, còn không em không có nhận đơn lại ha. Đơn có đơn hàng hoàng nè. 094 là bạn gì theo không? 094 Vinh Em. Áo là 75 chị, quần là 70. Áo là chất thun lỗ, thun lỗ này cái chị mặc đi không nhăn, không rút, không xù lông. Mát, co giãn 4 chiều. Rồi lên giúp em mã này là mã da nha mấy chị. Chốt em mã này là mã da, da kèm size giúp em nha. Chốt em mã da. Không, em không có áo mango. Trời, mặc áo thun sướng muốn chết. Chuyển qua mango chi mấy chị. Thiệt luôn á. Áo thun mặc, tới đâu nó ôm, tới đó mặc khỏe muốn chết luôn. Mặc mango chi không co giãn. Không có co giãn khó mặc, mặc á, ví dụ như vừa thì không nói gì á, còn không vừa cái chị mặc nó bị đùng tùm lum hết trơn á. Giữa da, giữa mà mang gồ với lại là thun thì cái chị chọn thun nó sẽ ok hơn, giá thành nó vừa rẻ, mặc nó vừa đẹp vừa thoải mái. Mà họa tiết nó đâu có thua gì mang gồ đâu mấy chị. Da một em chốt cho chị Huệ Lan Nguyễn. Em đang mặc là mã da, em đang mặc em 1m58-50kg là em đang mặc size số 1. Chị Danh Dương ơi, tạ người của chị nếu mà gọn người thì chốt size 2, còn tròn người thì lên size số 3 giùm em nha. Rồi lên giúp giùm em mã em đang mặc nha mấy chị.
nếu như mà cái chị mặc đồ ở nhà hay đồ gì á, những cái đồ mà cần nó một cái sự thoải mái á, thì cái chị nên lấy những cái vải không co giãn, thì cái chị mặc nó phơm nó rộng nó thoải mái. Còn cái nào mà cần mặc phơm ôm thì là cái chị tìm những cái mẫu mà nó có chất liệu co giãn, chị mặc nó sẽ đẹp hơn chứ, thoải mái hơn. Rồi lên giúp giùm em mã em đang mặc là mã da nha các chị, lên giúp em mã da. Cao mét 61 mặt size 4 chị BB. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị, lên giúp giùm em mã này là mã cam nha, chốt em mã cam. Thun mặt là khỏe nhất các chị. Có nhiều chị khách nhà em á lựa, mấy chị khách nhà em á hả làm mà lựa vải á, là giãn co giãn mới chịu mặc, còn không co giãn là không có chịu mặc. Lên giúp em mã này là mã cam nha các chị, mã cam. Chị BB chốt mã da thì lên giúp em là da 4 kèm theo giúp giùm em số điện thoại nha chị, trên cùng một bình luận giùm em. Khách mới. Rồi lên giúp giùm em mã em đang mặc đi các chị, lên giúp em mã cam nha. Chốt em mã cam. Rồi chốt em mã này là mã ngọc đi cả nhà. Chốt em mã ngọc. Đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Cái lô tai le này là em về lô thứ 2 nè. Cái mẫu này em có từ size 1 đến size 5 hả, cái mẫu này em không có may size 6. Rồi lên giúp em mã em đang mặc đi các chị, lên giúp em mã này là mã ngọc. Đẹp lắm luôn. Nè cái họa tiết này đâu có thua gì cái hàng mango đâu mấy chị. Rất là đẹp luôn. Vải này các chị mua ở ngoài chưa chắc gì có luôn á. Cái vải thun lỗ này nè. Hôm nào các chị ra ngoài sạp vải các chị tìm cái vải, chị mấy chị nói là thun lỗ thôi, nó có không mấy chị. Cái ở ngoài sạp vải em thấy đa phần thì bán cũng mango, bán mấy cái von hoặc là AT Mỹ hoặc là tơ hoa hay này kia đồ nhiều á, hàng AT đồ nhiều á, chứ thun lỗ thì ít lắm, ít có shop nào có sạp vải nào bán đó. Đa phần những cái này là hầu như xưởng người ta sẽ đặt không à. Lên giúp giùm em mã em đang mặc nha các chị, chốt em mã em đang mặc là mã ngọc à. Ngọc kèm size giúp em nha, lên giúp em mã ngọc. Tương tác lên giúp em cả nhà ơi, cả nhà có xem được không ạ? Có xem được nó có bị đứng hay là bị giật hay là bị gì không mấy chị? Da ba với xanh ngọc ba em chốt cho chị Thúy Nguyễn. Chị Yến Vi hỏi em gì vậy chị ơi? Rồi lên giúp giùm em mã này nha mấy chị. Áo em mặc xúc chỉ nha. Xúc chỉ đâu? Nãy giờ em thấy có áo nào xúc chỉ không Nguyên? Ngọc size số 5 cho chị Lệ Ngọc. Xúc chỉ ở đâu chị Yến Vi? Rồi em đang mặc mã này cái chị lên giúp em mã tím nha mấy chị ơi, mã tím. Chị Khánh Mai có một cái đơn hàng ngày 31 tháng 1 năm 2023. Gọi không được. Đơn hàng hoàng. Cái áo nào chỗ xúc chỉ chỗ bên em coi lại em đi. Em coi cái áo cam có không? Có cái áo nào xúc chỉ đâu chị, em đâu thấy đâu. Không có cái nào mà xúc chỉ bên hết á chị. Nha, mình nhìn lộn rồi. Ngọc size 1 cho chị Kiều, Kiều Võ Thê Thị Thúy. Da size số 4 em chốt cho chị BB. Chị Kiều Võ Thị Thúy đổi số điện thoại mới nha chị. Rồi lên giúp em mã em đang mặc là mã tím nha các chị, lên giúp em mã tím nha, tím kèm size giúp em, lên giúp em mã tím. Cam 1 em chốt cho chị Kiều Võ Thị Thúy. Áo mã ngọc ha, để chị coi cái quên. Ngọc bị xúc bên nhưng xúc chỉ. À rồi, đúng rồi, cái bên bên này nè, có không? Em thấy giống cái lặng gì vậy? Rồi rồi em thấy rồi, đây đúng rồi. Không sao, cái này để mai em đạp lại. Mai em nhờ chị hai em đạp lại là xong. Sao nó xúc hay gì ta? Ủa? Phải không? Em thấy nó giống như cái đường mũi thôi nè chị. À đúng rồi. Còn cái áo mã ngọc 1 nè hết rồi chị. Dạ. Thấy cái này ra cho chị hai, mai nhờ chị hai đạp.
Ok, em thấy rồi, em thấy rồi. Bây giờ chị mua thì đơn hàng của chị phải đồng ý chuyển khoản 100% em mới đi đơn nha chị Khánh Mai. Rồi bây giờ là khách hàng đã có đơn hàng hoàn ở bên em rồi thì đơn hàng chuyển khoản 100% đồng ý em mới nhận đơn. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà, lên giúp em mã này là mã tím đi, cái tím này đẹp lắm nè mấy chị. Cái tím này cái vải nó như là vải ren vậy đó mấy chị nha, cái vải này rất là đẹp luôn á, mà nó có kim tuyến nữa nè. Kim tuyến này là bảo đảm với cái chị đẹp nhà em là không bị sứt nha. Bây giờ là người ta in cái kim tuyến lên nó ngộ lắm mấy chị, không phải là rắc lên đâu ha, mà nó dính vô rất là chắc luôn, rất là chắc luôn á. Ở ngoài cái chị nhìn nó đẹp lắm. Lên với em mã em đang mặc là mã tím nha, tím kèm size với em mấy chị, tím chốt em mã tím. Rồi cái này lên giúp em là nhí đỏ, chốt em nhí đỏ nha cả nhà, nhí đỏ. Chốt em mã nhí đỏ nha cả nhà, nhí đỏ. Hai. Cái áo này ngày mai đem về đạp lại cái ben giùm em, nó bị xúc chỉ. Ben trước. Lên với em mã em đang mặc là mã nhí đỏ thì cái chị chốt em nhí đỏ. Nhí đỏ kèm size giúp em nha. Chốt em mã nhí đỏ. Mới lại. Nhí đỏ kèm size giúp em đi cả nhà, cái áo này đẹp lắm nè các chị. Ở ngoài cái chị nhìn nó, cái họa tiết nó đẹp hơn ở trên like nha. Cái này là cảnh đó, chị nhìn thấy không? Nhà nhà cửa hoa lá cành gì tùm lum trên đây nè. Cái họa tiết nó in nó, cái mỏ cái mộc của cái họa tiết mấy chị là nó giống giống như mấy cái hàng của mango vậy đó. Rồi lên giúp giùm em mã em đang mặc nha, mã hồng. Lên với em mã hồng. Chưa tới thì bình nó mét rồi đó. Thì nó hơn là không có bài hả? Em chào chị má Mười Lê. Trời ơi lâu lắm mới gặp chị đẹp á. Lên giúp giùm em mã này nha cả nhà, lên giúp em mã này mã hồng, đẹp quá. Cái hồng này xuất sắc luôn á cả nhà. Lên giúp em mã hồng nha cái chị, mã hồng, hồng kèm size giúp em, cho chị một áo mã ngọc, một cái mã cam size 4 cho chị Xuân Phạm. Ok chứ Xuân Phạm. Cái hồng này quá đẹp luôn nè các chị. Đây cái đỏ đô này cũng xuất sắc nữa nè. Lên với em mã đỏ đô cả nhà ơi, đỏ đô. Hồng 4 em chốt chị trên miền Tây quê tôi. Ủa em chào chị miền Tây quê tôi. Bữa giờ mới gặp chị đẹp luôn á. Lâu lắm rồi. Vắng vắng hơi lâu lâu rồi đó chứ đẹp. Bữa giờ toàn là hàng đẹp, hàng mới về liên tục chứ miền Tây quê tôi ơi. Trời ơi cái đỏ nâu này nó đẹp nè mấy chị. Lên với em mã đỏ nâu nha, đỏ nâu kèm size giúp em luôn cả nhà ơi, chốt em mã đỏ nâu. Đỏ nâu kèm size chỉ có 75.000 một áo thôi, quần em đang mặc là 70.000 một quần. Cái chị có quần rồi lấy áo không cũng được nha. Cái chị có quần rồi lấy áo không cũng được nha cả nhà. Rồi chốt em mã em đang mặc là đỏ nâu đi cả nhà, đỏ nâu. Chất thun lỗ, mặc siêu đẹp luôn. Rồi lên giúp em đỏ nâu đi cái chị, đỏ nâu. Rồi em lên lại họa tiết cho cái chị ha. Bánh đồ nhỏ xếp đâu, có size bự mà chị. Bây giờ ra 52kg rồi mình. Chị Kim Anh. Nhưng mà vẫn giữ, nhưng mà 52kg mà nhưng mà vẫn giữ phong độ là size 1 đúng không? Vẫn là mặc size 1 đúng không chị Kim Anh? Ờ vậy là ok rồi đó. Vậy là mua đồ là quá chuẩn luôn rồi nha chị. Em đang mặc mã này lên giúp em là đỏ nâu đi cả nhà, đỏ nâu. Mã này lên giúp giùm em là mã tím nha, chúng em mã tím. Rồi cả nhà lên giúp giùm em mã này là mã cam, chúng em mã cam nè mấy chị, mã cam. Em đang mắc đi du lịch à? À mắc đi giữ cháu hả? Ok chứ miền Tây quê tôi. Chị Xuân Phạm hả? Chị Xuân Phạm có địa chỉ rồi hả? Để em coi cho chị. Rồi đơn của chị Xuân Phạm đi đơn luôn đi.
cho chị một xanh lá, một hồng, một quần size số 5. Chị em Phương ơi, chị em Phương lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại đi chị em Phương. Cho em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại đi chị. Rồi lên giúp em mã này mã cam nha mấy chị ơi. Giống em mã cam. Bà ba cổ tim em còn nha chị ơi. Em là 1m58, em nặng 50kg, em đang mặc size số 1 với chị Yến Vi. Eo em là tầm khoảng 65. Em còn mặc nó hơi rộng tí xíu nè, size 1 là eo tầm khoảng 72. Em 72 trở lại là cái chị đẹp nha em mặc ok. Cái chị thích ôm hơn nữa thì về cái chị đẹp nhà em nhấn ben vô là cái áo nó ôm lại hả. Như em mặc cái áo này mà em thích ôm hơn là em nhấn ben sâu vô tí xíu. Rồi lên giúp em mã này nha mấy chị, lên giúp em mã này nha. Chốt em mã này là mã cam nha, lên giúp em mã cam. Rồi chốt em mã này là mã ngọc, lên giúp em mã ngọc cả nhà. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Lên giúp em mã ngọc. Rồi cái này lên giúp em là nhí đỏ, có 75.000 áo rồi các chị. Lên giúp em mã này là mã đỏ đi các chị, nhí đỏ. Chốt em nhí đỏ nha. Rồi xanh lá. Chốt em xanh lá. Lâu lâu các chị đổi sang áo này đi mặc nhìn cho nó trẻ các chị. Trẻ mà đẹp nữa. Vừa đẹp vừa trẻ mà vừa rẻ. Lên với em mã này là mã da. Chốt em mã da. Đi vô họp phụ huynh mặc bộ này cho em. Quá đẹp luôn. Rồi lên giúp em mã này là mã xanh lý các chị. Lên giúp em mã xanh lý nha, xanh lý. Rồi lên giúp dùm em mã này là mã hồng. Chốt em mã hồng. Em đang mặc cho cái chị cổ này, người ta gọi là cổ nữ hoàng đó mấy chị. Da bốn cho chế miền Tây quê tôi. Tay le rất là đẹp luôn. Rồi lên giúp em mã hồng nha, mã hồng. Em đang mặc là đỏ nâu. Rồi em hết cho cái chị, em qua cho cái chị cái lô áo và ba màu cắt tông nha. Chị miền Tây quê tôi nãy lấy hồng. Rồi em lên cho cái chị cái áo này nha các chị ơi, áo cấp tân ha, thiêu thiêu trực tiếp giúp em rất là đẹp luôn. Chỉ có 80.000 một áo thôi, cao 1m57, nặng 70kg. Rồi ok, chuẩn size 5 chứ em Phương, lên giúp em số điện thoại đi chứ em Phương. Hồng size 2 em chốt cho chị Yến Vi. Ok chị Yến Vi. Hồng size 2 hình như hết rồi. Vậy hả? Rồi hồng size 2 hết trơn rồi chứ Yến Vi ơi, đỏ nâu size 2 còn em. Đỏ nâu 2 chốt cho Út nè. Diễn Vi hồng size 2 em hết rồi, chị Diễn Vi đổi qua cái mã khác được không? Size 2 là hiện tại em còn xanh lá nè, em còn được cam nè, em còn được da nè, em còn được nhí đỏ, đỏ nâu với lại là mã ngọc. Hết mã hồng rồi chị đẹp ơi. Hai áo phí ship là 25.000 nha chứ chị ơi, em không có miễn ship nha, bán giá này là không có miễn ship nữa. Là mỗi một áo lãi có mười mấy ngàn à, không có miễn ship nha mấy chị. Ship 25.000 trên một đơn. Rồi khách nhà em mà mua cỡ chừng mười mấy hai chục áo em còn không có miễn ship đó. Không miễn ship mà không bớt luôn, tại em bán giá sát dữ lắm rồi. Không phải là bán chỉ lấy lời không đâu mấy chị, nó còn hàng tồn nè, rồi còn tiền nhân viên, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ hết trơn á, tiền điện thoại nữa. Chưa tính là đơn hàng mà còn hoàn về, hoặc là mấy chị chốt hàng á, còn tụi em còn phải bù tiền ship vô nữa nha. Ù qua sớt lại, áo bán cái áo này lãi đâu có bao nhiêu đâu. Hai áo em không có bị ship được nha, nên chị nào mà đồng ý 25 trả 25.000 tiền phí ship thì chốt giúp em. 25.000 đó là em cũng trả cho bưu điện chứ em cũng không có lấy nha mấy chị. Ngọc hai em chốt cho chị Yến Vi, đỏ nâu size số 5 còn không em? Đỏ nâu. Bây giờ tiền ship của người ta là 30-35 hết rồi, em vẫn giữ cho cái chị giá 25.000 thì mấy chị cũng hoan hỷ giùm em nha. Đỏ nâu size 5 cho chị Lệ Ngọc. Chị Yến Vi chị có số điện thoại. Chị Yến Vi khách mới hả? Chị Yến Vi ơi, khách mới lên giúp em số điện thoại chị Yến Vi ơi. Khách mới cho em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại nha. 1m52 nặng 53kg. 1m52 nặng 53kg phải mặc size số 2 nha chị Kiều Võ Thị Thí ơi. 1m52 nặng 53kg lên size 2 giùm em, chị size 1 mặc không có vừa. Cái áo màu này có thể chị mặc size 1 vừa nè, nhưng mà áo bông là phải lên size 2 nha. Áo bông thì phải lên size 2 với em. Áo bà ba bông có nha chị Nguyễn Thập ơi. Em là áo chuyên về áo bà ba với đồ bộ, nên là cái chị áo bà ba nhà em về nhiều lắm. Mà nhiều khi em lên cái mẫu đó nó còn lẻ sai thôi ha. Nhiều khi về em bán qua một hai like là bắt đầu nó còn lẻ rồi, nó còn không có đủ. Em thấy số điện thoại của chị Yến Vi. Rồi áo em đang mặc là chất thun lai dông, giá chỉ có 80.000 một áo thôi. Áo màu thì thường cái chất liệu vải nó sẽ co giãn nhiều hơn cái áo bông tí xíu nha mấy chị.
Nên là áo này size 1 sẽ là 52kg đổ lại mặt dừa. Áo bông thì chỉ có 50kg thôi, nhưng áo màu thì 52kg đổ lại mặt dừa là cái chị mặc size số 1. 53kg đến 57kg thì chốt size số 2 dùm em. 58kg đến 62kg thì mặc size số 3. 63kg đến 67kg thì chốt size số 4. Đối với áo màu em đang mặc nha, em đang tư vấn cho cái chị là cái size của áo màu. Còn áo bông thì chị nào muốn chốt áo bông thì nói em tư vấn cho mấy chị. Tại vì nó chỉ xê xích nhau tầm khoảng 1-2kg, nhưng mà có nhiều chị về lại mặc không có vừa. Chị Kiều Võ Thị Thúy đó là chốt lên ngọc 2, cam 2 với lại là ngọc 2 với cam 2. Em đổi lên cho chị đi. Chị mặc size 1 không vừa. Chị Hai ơi coi trong đó của chị Kiều Võ Thị Thúy á, một cái da 1 với 1, một cái cam 1 với một cái ngọc 1 thôi vậy đó. Hãy là cho Nguyên đổi lên size 2 đi. Áo hồng size số 1 còn không Nguyên? Còn. Em chốt cho. Rồi, đơn hàng của chị Phương Sáng Ngời nè. Hôm trước không bắt máy, hôm sau chưa gọi lại, không bắt máy chiều gọi lại thuê bao luôn. Hàng sale ngày 9 tháng 9 ngày hôm qua. Chị Phương Sáng Ngời. Sanh lý size số 2. Sanh lý size số 2 em hết rồi đúng không Quyên? Sanh lý 2 hết rồi đúng không? Sanh lý chỉ có size 1 thôi, không có size 2. Sanh lý em chỉ có còn size 1 thôi chị Danh Dương ơi, sanh lý em hết size 2 rồi. Đó, nhưng mà chị Yến Vi ơi, chị lên giúp em cân nặng và chiều cao đi chị nha. Mua hàng nhiều khi không phải shop nào cũng giống như shop nào. Hàng này là hàng tự xưởng em la em lên, không giống như hàng thị trường. Nên là mình mua hàng thì mình vui lòng mình cho cân nặng chiều cao cho nó chính xác nha chị. Để ngày mai hỏi mấy bạn chốt đơn, mấy bạn lại không có có biết để canh size á. Mình mua hàng mình cứ cho cân nặng chiều cao đi mấy chị. Về để shop người ta canh size cho mình cho nó chính xác, về mình mặc cho nó đẹp. Tím sen size số 2 chốt cho Út. Đó của chị ấy đó, của chị Sáng Phương Sáng Ngời, chị đọc đó. Gọi quá trời gọi luôn không có nghe máy đó. Đơn hàng của chị là em gọi tới 2 ngày rồi đó chị Phương Sáng Ngời, không phải là 1 ngày đó chị. Đơn hàng của chị á, nếu vậy thì chị phải cọc giúp giùm em mới đi đơn, em mới nhận đơn lại. Sắp mới đúng không Nguyên? Có đi đơn được một lần rồi. Đơn của chị có đi đơn một lần rồi nè, nhưng mà đơn hàng á mấy chị, khi mà em like là mấy chị biết cái thời gian em chốt đơn nha. Thì mấy chị phải để ý điện thoại giúp em, còn ví dụ như mấy chị bận việc thì mấy chị phải báo ừ em ơi đơn hàng của chị đi đơn luôn, khỏi gọi em sẽ đi đơn luôn, là cái chị đã mua hàng ở bên em rồi. Hôm nay mấy chị bận công việc mà mấy chị không có nói gì chơi mà hàng sale nữa. Sanh lý size số 1 em chốt cho chị Oanh Đỗ, nên là chị Phương Sáng Ngời thông cảm giùm em ha. Nhưng được, nếu mà chịu cọc hoặc là chịu chuyển khoản đơn hàng thì em sẽ nhận đơn lại. Rồi lên giúp giùm em mã này đi các chị. Màu em đang mặc các chị lên giúp giùm em là màu tím sen các chị. Áo rất là đẹp luôn nha, hàng này là hàng thi trực tiếp, rất là đẹp luôn. 1m58 nặng bao nhiêu ký chị Yến Vy? Em đang mặc mã này là mã tím sen nha các chị, màu này lên giúp em màu trắng. Trời ơi cái cân nặng với cái chiều cao không mà mấy chị cũng tiết kiệm với em nữa. Tím sen size số 2 cho chị Yến Quỳnh Thị Linh. Có màu xanh lá. Không ống. Xanh lá. Không ống. Không tay ghen không xốp. Màu xanh lá tay loe đó chị. Cái màu xanh lá tay ống loe hồi nãy em like đó. Em chào chị Lê Phương Thanh. Rồi lên giúp em mã này là mã trắng nha các chị, lên giúp em mã trắng, cái màu trắng đó là trắng tinh giúp em nha. Rồi màu này lên giúp em là màu đen, trắng 4 em chốt cho chế Phương Thanh. Lên giúp em màu đen nè cả nhà, đẹp quá đẹp luôn. Chốt em mã đen nha. Áo là lai dông, quần là lai dông luôn nha cả nhà. Áo là 80, quần là 70. Một bộ là 150. Lên giúp em màu này là màu nâu các chị, màu nâu. Màu nó như màu nâu cacao vậy. Đen 4 em chốt cho chị Lê Phương Thanh. Rồi 55kg cao 1m58 là mình mặc size số 2 là đúng rồi chị. Đen 4 em chốt cho chị Thắng Phạm. Màu đen size số 4 cho chị Nguyễn Thu. Cái màu nâu này mặc lên đẹp lắm nè mấy chị. Ồ cái hình này thiêu đẹp lắm mấy chị. Mặc cái này là ra là không có đụng hàng luôn nha. Rồi cái thứ hai nữa là về cái chị đẹp nhà em á, là về ngâm nha. Ở trong đây nó sẽ có cái giấy lót để mình thiêu á.
về cái chị đẹp nhà em á là chịu khó ngâm cái nước lạnh trước cho nó rã cái giấy ra rồi mình thôi bỏ vô máy giặt mình giặt nha, hoặc là cái chị kỹ thì cái chị giặt tay luôn. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị. Những cái hàng thun này mấy chị mà muốn giữ phơm với lại là xài bền á thì mấy chị đẹp nhà em chịu khó là giặt tay giúp em là ok nhất nha. Rồi lên giúp em màu này là màu lạ, lên giúp em màu lạ nâu size 3 cho chị Thon Chiến. Tay ren hả chị, xanh lá tay ren em còn. Cổ tim màu đen size số 4 cho chị Nguyễn Thu. Nãy chị chưa đọc đúng không Nguyên? Có chưa? Có rồi hả? Tím sen size số 5 cho chị Liên Bảo. Số 1 40kg mặt rộng. 40kg mặt rộng nha. Lên với em màu này là màu lạ nha các chị, lên với em màu lạ. Đẹp lắm mấy chị, cái này là em thiêu nè, các chị nhìn ở ngoài đẹp lắm. Lên với em màu này là màu lạ nha các chị, màu lạ. Rồi cái này lên giúp em màu rút tím sen 4 cho chị Lê Phương Thâm. Đơn mình đặt bao nhiêu em đi bao nhiêu chị, em gọi được là em đi đơn à nha, không có mua nhiều mua ít gì trơn á. Nói chung á là trừ khi là hàng sale mà cái đơn hàng em bán có 50-60 ngàn á thì mấy chị mua hai bộ trở lên hay gì thì em đi đơn, còn mấy cái hàng này cái chị mua một áo hay gì em vẫn đi đơn bình thường. Ship thì 25 ngàn trên đơn nha. Quần khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn nói mấy bạn lấy giúp em như chị Thon Chiến thôi. Lụa 3D hả chị, lụa 3D cũng hơi có lên. Lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Áo em đang mặc có size số 6 nha chị Kim Chi Nguyễn. Tím sen 6 cho chị Hoa Lục Bình. Size 6 của cái áo này là tầm khoảng 72-73kg đến 76-77kg mặc vừa đó. Áo màu thì thường cái phơm nó sẽ thoải mái hơn cái áo bông một tí xíu. Rồi lên giúp giùm em mã này nha mấy chị ơi. Lên giúp em mã này là mã rút nha. Lên giúp em màu này là màu rút, rất là đẹp luôn. Em đang mặc là tím sen. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu vàng nhạt. Màu nào cũng đẹp trơn đó mấy chị. Lên giúp em màu này là màu vàng nhạt nha. Cái chị chốt em màu vàng nhạt. Chị Phạm Thị Tình, chị muốn xem cái lô áo đó nhanh thì chị tua lại cái like hồi chưa chị coi giùm em đi chị. Tại vì khi chị đã biết bên em có cái tay ren màu xanh lá rồi, là áo bông rồi đúng không? Nó là áo bông nha, mã xanh lá. Chị muốn xem lại chị tua lại cái like hồi chưa chị coi giùm em đi ha, cho nó nhanh. Còn này em đang lên áo này là em sẽ không có lên cái áo xanh lá đâu. Lên với em mã này nha mấy chị, lên với em màu tím nha, chốt em màu tím. Tua lại đi coi cho nó nhanh, coi có ưng không thì mình chốt nha. Rồi lên giúp em màu đỏ đi cái chị, quá đẹp luôn nè, lâu lắm mới có cái áo màu đỏ về. Thiêu như thế này rất là đẹp luôn. Đẹp quá mấy chị ơi. Lên giúp em mã này nha mấy chị, lên giúp em mã đỏ, tím 4 em chốt chị Lê Phương Thanh. Rồi lên giúp em mã đỏ, cả nhà ơi mã đỏ. Rồi xanh lá. Chốt em xanh lá nha, xanh lá. Tím sen size 6 cho chị Kim Chi Nguyễn. Màu tím size số 4 cho chị Nguyễn Thu. Rồi lên giúp em màu xanh lá. Đây, hôm bữa chị nào rất là nhiều chị chơi kiếm cái màu xanh lá này luôn nè. Màu đỏ size số 1 em chốt cho chị Trần Hồng Phi. Rồi em đang mặc mã này, cái chị lên giúp giùm em là mã tím sen nha cả nhà. Tím sen kèm size giúp em nha. Rồi màu xanh lá giúp em cả nhà, màu xanh lá. Đỏ 5 em chốt cho chế Hoa Lục Bình. Xanh lá size số 2 cho chị Yến Vi. Chị Yên. Rồi xanh lá 2 cho chị Yến Vi. Đỏ 4 cho chị Úc. Đơn của chị Nguyễn Thu đi đơn luôn, khỏi gọi. Ok chế Nguyễn Thu. Rồi lên giúp em màu này là màu xanh lá đi, cái chị chốt em mã xanh lá. Về mấy chị thích ôm á thì cái chị nhấn ben vô. Em này em có nhấn ben hết nha, hai ben trước và hai ben sau. Nhưng mà thường thì cái chị nhấn ben sau nha, nhấn ben sau nó sẽ ok. Rồi chốt em mã này mã xanh lá thì mấy chị đẹp quá mấy chị ơi. Có quần giỏ váy size số 1 không em? Quần giỏ váy size số 1 chị muốn mua quần màu gì chị Liên Bảo? Quần màu đen thì em không có nha. Quần màu đen không có. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị. Chỗ em mã em đang mặc là mã xanh lá đi cái chị, xanh lá kèm size giúp em cả nhà. 80 ngàn một áo thôi cái chị, rất là đẹp. Ở ngoài mà cái chị đi may không á mấy chị, đi mặc đi thiêu không á là cái áo này thiêu là cả 100 ngàn nha. Có 100 ngàn tại vì mình thiêu lẻ thì lúc nào nó cũng mắc. Còn nếu mà mua cái hàng mà may lên á mà cái hoa nó to như thế này á thì nó lại bị cứng. Nên nó bị thô, nó không có đẹp. Nha, nên bị thô nó không có đẹp. Và nó cái cỡ này thì nó cũng hết 30-40 ngàn à.
Đó, bây giờ cái chị em theo cho cái chị như này nó rất là mềm mại luôn. Giá chỉ có 80 ngàn một áo. Màu đỏ size số 3 cho chị Trần Hồng Phi. 80 ngàn một áo chị, quần em đang mặc là 70 ngàn một quần. Chất không lay dâm hết giúp em. Rồi màu đỏ giúp em nha cả nhà, màu đỏ. Cái màu đỏ này ở ngoài là cái màu đỏ tươi, đỏ cam đó, nó chị rất là đẹp nha. Xanh lá size số 2 cho chị Tiền Nguyễn. Hả? Hết rồi hả? Ừ. Rồi xanh lá size số 2 em hết trơn rồi chị Tiền Nguyễn ơi. Cái này mình mua áo lẻ cũng được, mua nguyên bộ cũng được nha chị. Có quần thì lấy áo không cũng được, còn chưa có quần thì lấy nguyên bộ. Ngọc Ba em chốt cho chị Yến Lê. Mẫu trước, cái mẫu tay le đúng không chị? Mẫu 75 ngàn phải không chị Yến Lê, còn không nguyên. Ngọc Ba áo 75 ngàn cho chị Yến Lê áo bông. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã đỏ đi, cái chị lên giúp em màu đỏ nha. Chốt em mã đỏ, đỏ kèm size giúp em cả nhà ơi, đẹp quá. Đỏ mà đi với quần đen, quần trắng gì cũng đẹp hết nha các chị. Cái này chị nào có cái quần tím Huế mình mặc cũng được đó nè, tại vì cái này em thiêu lên là cái màu tím Huế. Rồi lên giúp em mã đỏ nha các chị, chốt em mã đỏ, 80 ngàn một áo. Rồi lên giúp em màu này màu tím thì cả nhà, màu tím. Đỏ 2 cho chị Yến Quỳnh Thị Linh. Giá 80 ngàn một áo nha các chị. Lên với em màu tím nha các chị, chốt em mã tím. Tím kèm size giúp em luôn, lên với em mã tím. Tím kèm size giúp em luôn cả nhà, lên với em mã tím. Một áo trắng size số 1 hết nhà chị Trang Lê. Áo trắng em hết trên size 1 rồi. Áo trắng em còn từ size 2, nãy em rút cho chị size 2 hả? Áo trắng em còn từ size 2 trở lên, chị hết trên size số 1 rồi. Lên giúp giùm em mã anh đang mặc mã tím đi cả nhà, mã tím. Tím 5 cho chị Hoa Lục Bình. Đơn của chị Thấm Phạm đi đơn luôn khỏi gọi. Ok chứ Thấm Phạm. Rồi màu này lên giúp em là màu vàng nhạt đi cái chị. Màu vàng nhạt. Cái màu này đẹp nè mấy chị. Vàng nhạt kèm size giúp em nha. Lên giúp em màu vàng nhạt. Tím 2 chốt cho chị Kim Phượng. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, xuất sắc. Vàng nhạc 4 em chốt cho chế Lê Phương Thanh. Trắng 2 em chốt cho chế Tiền Nguyễn. Là em hết trắng 2 luôn. Rồi trắng hiện tại còn 3, 4, 5 nha cả nhà. 6 hết luôn hả em? 3, 4, 5, 6. Màu trắng hiện tại ở đây em còn 3, 4, 5, 6 chị. Rồi lên giúp em mã em đang mặc là mã vàng nhạc, cái chị rất là đẹp. Cái áo này dễ mặc lắm nè các chị. Rồi lên giúp em mã vàng nhạt nha các chị ơi, vàng nhạt kèm size giúp em nha. Rồi màu này lên giúp em màu đen cả nhà, đen. Màu đen à, đen kèm size giúp em luôn cả nhà ơi. Đen mà lên tím quá đẹp luôn hiếm các chị. Lên giúp em màu đen đi các chị, lên giúp em mã đen à. Đẹp quá. Cho em đen à, đen kèm size giúp em các chị. Rồi màu trắng luôn. Trắng em còn 3, 4, 5, 6. Trắng hiện tại còn 3, 4, 5, 6 các chị đẹp chốt các chị. Đen 3 cho chị Thoan Chiến. Chị nào muốn lấy quần thì ngày mai cứ nói với mấy bạn chốt đơn giùm em ha. Đen size 5 cho chị Gia Bảo. Đen 3 cho chị Yến Lê. Đen size 3 cho chị Cẩm Thùy Lê Thị. Lên với em mã trắng đi mấy chị. Trắng em còn được 3, 4, 5, 6 cả nhà ơi. Trắng em còn được 3, 4, 5, 6, cái chị đẹp chốt giúp em ha, trắng. Đẹp quá cả nhà.
Trắng em còn được 3, 4, 5, 6 cái chị đẹp chốt giúp chị em mã trắng ạ. À. Em đang mặc size 3, nó hơi rộng nha mấy chị. Trắng 4 em chốt chị Lê Phương Thanh. Lấy thêm, lấy thêm. Ừ. Rồi trắng hiện tại bây giờ còn 3, 5, 6 nha các chị. Nâu đi các chị, màu nâu rất là đẹp. Lên với em màu nâu à. Áo cái tân tay le màu hồng màu da size số 3 còn không? Còn áo dài như cái Kim Chi Nguyễn rồi. Em còn màu hồng, em hết màu da rồi chị Phạm Hoa. Chị Phạm Hoa lấy qua màu cam được không? Màu cam còn em. Xe số 3 em còn màu cam chứ Phạm Hoa ơi, em chốt cho chị cái màu hồng nha. Rồi lên với em màu nâu đi mấy chị, nâu quá đẹp không nè. Chốt em màu nâu. Nâu và tím size số 2 chứ chế tâm từ. Ok chế tâm từ. Rồi lên với em mã nâu đi các chị. Nâu quá đẹp. Chớ em mã nâu nha. Nâu kèm size chứ em các chị. Chớ em mã nâu. Rồi màu lạ. Màu lạ đi các chị. Quá đẹp. Chớ em màu lạ cả nhà ơi, màu lạ. Lạ ơi là lạ. Lên với em màu lạ nè cả nhà. Ok chị Thon Chiến. Chị Thon Chiến kèm theo hai cái quần bà ba. Rồi gửi luôn khỏi gọi. Ok chị Thon Chiến. Quần em lấy size cho chị luôn ha. Áo là chị mặc size 3, quần là em lấy size. Áo chị mặc size 3, quần size 2 nha chị. Áo là 70, áo là 80, quần là 70 nha chị My Sa Thập nha. Rồi lên giúp giùm em màu em đang mặc là màu lạ đi các chị, lên giúp em mã lạ đi cả nhà. Đẹp quá. Cái màu lạ này mặc trắng da lắm nè cả nhà. Lên giúp em màu lạ, lạ kèm size giúp em nha các chị, lạ. Rồi màu cuối cùng lên với em màu rút cả nhà. Rút, màu rút này đẹp quá trường đẹp luôn á. Cái màu rút này rất đẹp nha mấy chị, rút này là rút tươi. Màu rút nó tươi nó đẹp á. Mặt nhìn không có bị tối chứ không, nó không có cái, có cái màu rút nó hơi tái tái á. Lạ bốn em chốt cho chị Thấm Phạm. Rồi lên giúp em màu rút đi cái chị, rút đẹp quá đẹp luôn. Rút kèm size giúp em luôn cả nhà, lên giúp em màu rút. Cho em mã rút nha, rút. Da còn size số 4 không Vinh? Cho da bông em. Rút 3 cho chị Phúc Trần Thị. Áo đen size 3 cho chị Thịnh Trần. Da 4 hết luôn rồi chị Phạm Hoa ơi. Áo là 80, quần là 70. Rồi lên giúp em màu rút đi cả nhà, quá đẹp luôn. Xả đỏ 4 lấy rút 3 cho chị Út. Chị Út cái nít à. Lên với em mã này nha cả nhà, mã rút. Lên với em mã rút đi cả nhà, rút quá đẹp. Rồi em lên lại màu cho mấy chị nha. Em đang mặc màu rút. Màu này cái chị lên giúp em màu lạ. Rồi màu này cả nhà lên giúp em là màu tím. Giúp em màu tím. Rồi màu này cái chị lên giúp giùm em là màu đỏ. Dạ bốn màu. Lên với em màu đỏ nha cái chị, màu đỏ. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu xanh lá.
chóm em màu xanh lá, nó đụng với cây nha. Chóm em màu xanh lá nha cả nhà, màu xanh lá. Đó ba em chốt cho chị Trần Hồng Phi thêm. Lên với em màu xanh lá. Rồi màu tím sen giúp em nha cả nhà. Chóm em màu tím sen. Quá đẹp luôn. Tím sen. Rồi màu này lên giúp em là màu trắng. Trắng hiện tại em còn được 356. Lên với em màu trắng. Trắng nha các chị. Rồi màu này cả nhà lên giúp em là màu nâu. Chốt em màu nâu. Rồi màu đen. Lên với em màu đen cả nhà, màu đen. Rồi màu này lên giúp em là màu vàng nhạt. Lên giúp em màu vàng nhạt. Chốt em màu vàng nhạt. Chốt em vàng nhạt cái chị. Lên cái lô áo xem đó đi nha. Rồi em lên cho các chị một cái lô áo và ba ha, cái chạy chốt thun lạnh giúp em. Tay dài, cổ tim, cổ cái nói chung là mẫu truyền thống đó. Em sale cái áo này còn 65.000 áo. Em sale cái lô này còn 65.000 một áo. Chị nào đang chờ cái cổ tim, cổ lá trầu á, cổ lá trầu tay dài truyền thống thì các chị chốt cái này. Rút 2 em chốt cho chị Tiền Nguyễn. Ok, đơn của chế Tiền Nguyễn đi đơn luôn. Rút 3 cho chị Thông Chiến. Của chị Tiền Nguyễn nói giùm em luôn, 2 đi đơn luôn nha. Xanh lá xe số 3. Ok, em chốt cho chị Phạm Hoa. Chị Phạm Hoa anh. Mẫu là bữa xíu tới là chắc là. Rồi áo này nha mấy chị, chất thun lạnh nha. Áo này mặc là siêu mát luôn nha mấy chị ơi. Đẹp, mát lạnh luôn á. Nghe cái tên là cái chị biết nó mát rồi đó. Em sale cho mấy chị cái này còn 65.000 một áo nha, nhưng mà cái này em cũng không có còn đủ size nha mấy chị, nó còn lẻ nha. Lên với em mã này là mã xanh biển cả nha. 65 xanh biển kèm size giúp em. 65 xanh biển kèm size giúp em luôn cả nhà ơi, rất là đẹp luôn nha các chị. Áo này là em bán 80 đó, còn lẻ size nha, em sale cho mấy chị 65.000. Rồi lên giúp em. Mã này lên giúp em là mã xanh biển nha các chị ơi, xanh biển. Rồi cái sơn thủy này thì em chỉ còn size số 1 thôi các chị. Cái sơn thủy này em còn size số 1 thôi. Lên giúp em mã sơn thủy. Rồi mã này lên giúp dùm em là mã đỏ, 85.000 nha, rất đẹp luôn. Lên với em mã này là mã đỏ. Đơn của chị Thân Chiến cộng thêm 2 quần đi đơn luôn. Ok em nói rồi nha chị Thân Chiến. Rút đó là 80. Lên với em mã này nha cả nhà, mã đỏ. Đẹp lắm luôn à. Chị Thân Chiến này quyên nốt rồi. Rồi lên giúp em cái này là xanh lá nha cả nhà. Chốt em xanh lá 65.000, xuất sắc luôn nha cả nhà. Lên với em xanh lá. Rồi cái này lên giúp dùm em là mã ngọc xanh biển size số 2 để em coi còn không nha chị. Đúng rồi chị Phạm Hoa. Hết biển 2. Biển 2 em hết rồi chị. Biển 2 em hết rồi nha chị Kiều Võ Thị Thúy ơi. Lên với em mã ngọc đi, cái áo mã ngọc này đẹp nè. Chị lên mã đồ em biết mà. Lên giúp dùm em mã này nha cả nhà. Chốt em mã này là mã nhí tím nha. Lên với em nhí tím. Xanh biển xanh số 6 còn nguyên. Ok, xanh biển 6 em chốt cho chị Kim Chi Nguyễn. 65.000 nha, 2 móc áo này. Lên với em mã nhí tím đi cả nhà, nhí tím. Đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Nhà không mua cái lô áo này ổn lắm á. Áo này bình hồi đầu tiên mấy chị mua là giá 80 đó. Rồi cái mã này là mã trắng. Mã trắng em chỉ còn duy nhất size số 6 thôi cả nhà. Mã trắng em chỉ còn size số 6 thôi. Nhí tím 4 còn không Nguyên? Còn. Nhí tím 4 cho chị Lê Phương Thanh. Xanh biển size số 3 còn. Chốt cho chế Trần Huỳnh Trần. Chốt em mã này là mã da. 65.000 lên với em mã này là mã da luôn. Da như em còn có 1 với 2 hay gì. Da còn 1 không à. Có không em?
Da em chỉ còn size 1 không à các chị. Lên với em mã da 50-51kg trở lại size 1. Rồi lập thể cũng vậy luôn. Lập thể cũng còn size 1 không à. Quá đẹp luôn, cái lập thể này bán quá chừng bán luôn nè mấy chị. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Chốt em mã này là mã vàng. Đây cái vàng này rất là đẹp nè. Vàng này trẻ cái chị mặc cũng được, mà lớn tuổi trung niên gì các cô mặc cũng ok hết nha. Lên giúp em mã vàng. Ê, cái đỏ này có rồi. Da 2 hả? Da 2 hết luôn rồi chị ơi. Size số 2 bây giờ em chỉ còn được mã đỏ nè, mã xanh lá nè, mã vàng với mã ngọc thôi. Vàng với ngọc thôi. Em còn nhiêu đó đó chị? Xanh biển size số 4. Hết rồi. Hết rồi chị Lê Phương Thanh đây. Đơn của chị Nguyễn Như hôm bữa là có gọi chốt đơn chưa chị ơi? Vàng 2 em chốt cho chị Kiều Võ Thị Thúy. Xanh biển 3 em hết là chị Phúc Trần Thị. Chí tiếng 6 còn không em? Chí tiếng 6 cho chị Lê Thuận. Chị Lê Thuận cho em cân nặng chiều cao đi chị. Chị Lê Thuận cho em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại nha. Chị Lê Thuận lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại chị. Em nhớ hai cái quần của chị là chị dặn đi đơn luôn là em đã đi rồi mà ta. Nhưng mà chị không có thấy đơn đi trên đây nè Quy. Bởi là em chốt hả? Để em kiểm tra coi nó có sai số điện thoại không nha chị Nguyễn Như ơi. Chứ đơn của chị là hôm bữa em nhớ đi rồi á. Hai quần giả váy sai số 3. Dặn đi đơn luôn. Ngày 4. Ừ, chị nhớ đi. Để em bấm bill lại ngày mai em kiểm tra nha. Chị có gì em gọi cho chị hay nha. Đơn em nhớ đi rồi. Đơn của chị em nhớ mà nhớ dặn đi rồi luôn đó. Nhớ dặn đi luôn. Để mai em kiểm tra coi trên hệ thống có sai số điện thoại không. Đơn đó em nhớ không có đi cho chị rồi á. Xanh biển 3 em hết rồi. Chị Lê Thuận lên giúp em cân nặng chiều cao đi chị đẹp. Khách mới lên giùm em cân nặng chiều cao ha. Mua hàng sale chịu khó lên cân nặng chiều cao giúp em. Nhí tím 6. Nhí tím size số 6. Cho chị Lê, cho chị Nguyễn 8 một cái nữa. Áo đang cầm là mã nhí đỏ. Nhí đỏ em hết chân size 2 rồi chứ ơi. Nhí đỏ còn từ size 3 trở lên. Nhưng mà cái nhí đỏ này cái chị từ size 2 có thể lên size 3 được nè. Tại vì cái áo nhí đỏ với cái áo nhí tím là cái vải nó co giãn ít nha. Nên là cái form của nó sẽ hơi gọn một tí xíu. Nên là cái chị ví dụ như 53-54kg thì có thể chốt lên size 3 với em mặc cũng ok. Đơn của chị Kiều Võ Thị Thúy, đi đơn luôn khỏi gọi. Nót luôn ha. Kiều Võ Thị Thúy. Nhí đỏ xe số 6 còn không nguyên còn. Cho chế kim Chi Nguyễn. Nhí đỏ 3 em chốt cho chị Kiều Võ Thị Thúy. Riêng cái nhí tím với cái nhí đỏ với chị là cái vải nó co giãn ít, nó có co giãn nhưng mà nó co giãn ít hơn những cái áo em đang mặc nha. Đây là thường mà mấy chị mà nó co giãn ít hơn có nghĩa là ví dụ như bình thường là cái áo nhí đỏ là 54-55kg, cái chị cao 1m52-53 cái chị có thể mặc vừa. Nhưng mà riêng cái áo nhí đỏ này thì ví dụ như cái chị 55kg là cái chị phải cao 1m57 cái chị mặc mới vừa. 56-57 nó xê xích nhau tí xíu vậy đó. 65.000 chị, em đang sale cái mẫu áo này là 65.000. Rồi áo em đang mặc cái chị lên giúp em là mã xanh biển nha. Xanh biển hiện tại là em còn được size 1, size 5 và size 6. Đúng không Quyên? Yeah. Xanh biển hiện tại em còn được size 1, size 5 và size 6. Cái chị lên giúp em ha. Chấp thun giúp em luôn rất là đẹp. Rồi nhí đỏ hiện tại là còn được 1, 3, 5. 5 còn em. 3, 1, 3,
Ủa ba chứ, cái này ba chứ hết một rồi. Là 3 với 6, nhí đỏ này em còn được size 3 với size 6 thôi. Nè em mặc size số 3 nè mấy chị, em mặc size số 3 mà nhiều khi là nó cũng không có bự lắm đâu nha. Đó. Vì cái áo nhí đỏ nhí tím á thì cái chị hết, cái này cái chị lên size cũng được. Lên giúp em mã này là mã nhí đỏ nha cái chị, nhí đỏ em còn được size 3 với size 6, 65.000 một áo, lên giúp em mã nhí đỏ. Một mét 55 68 kg là cái mã nhí tím đó, chị mặc size số 6. Ok, chị Lê Thuận là chị mặc dừa. Còn bình thường áo màu thì chị có thể chị chốt size 5 giúp giùm em được kìa nha. Mình lớn tuổi ha sao chị? Áo bông thì chị sợ mình lớn tuổi hoặc là mình có mình thích mặc rộng rãi thì áo bông thì chị chốt size 6, nhưng mà áo màu thì mình lấy size số 5 thôi nha. Số 6 chị mặc rộng đó. Và áo màu thì thường cái form nó sẽ thoải mái hơn một tí xíu. Rồi lên giúp giùm em mã này đi cả nhà. Lên giúp giùm em mã này là mã vàng nha các chị. Mã vàng quá đẹp luôn cả nhà ơi. Vàng đơn này em còn Nguyễn Như là không có đơn nha. Tìm tên, tìm điện thoại cũng ra luôn. Mai kiểm tra bill đi Quyên. Đơn đó em chốt hả, em nhớ hả? Nhiều khi nó bị ẩn giống như cái đơn của chị kia vậy đó, bị sai số điện thoại. Ở đây nên mà bữa hôm kia đây là tới rồi. Có, bữa đó em có chốt đơn. Vàng 4 cho chế Lê Phương Thanh. Rồi lên giúp em áo vàng đi, cái chị áo này đẹp nè, áo này trẻ cái chị mặc cũng được mà lớn tuổi mặc cũng ok nè. Mặc với quần đen cũng được, mặc quần trắng cũng được, mặc với quần màu xanh lá cũng được, mặc với quần màu vàng nhạt cũng ok luôn. Lên giúp em mã em đang mặc là mã vàng nha, mã vàng 65.000, áo mặc siêu mát luôn. Nhí tím size số 3 em hết rồi chị, size số 3 bây giờ em chỉ còn được nhí đỏ thôi. Ủa? À đúng rồi, size 3 em chỉ còn được mã ngọc, nhí đỏ với vàng thôi. Vàng size số 5 cho chị Gia Bảo. Chị Gia Bảo 70kg, cao bao nhiêu chị Gia Bảo ơi? Cho em cái chiều cao đi chị. Vàng chị Kiều Võ Thị Thúy hả? Vàng chị Kiều Võ Thị Thúy có rồi. Áo đang cầm hồi nãy là mã vàng đúng không ta? Chị Kiều Võ Thị Thúy có rồi đúng không Nguyên? Vàng 5 cho chị Gia Bảo. Có vàng 2 rồi nha chị ơi. 1m59 70kg ok. Chị mặc size số 5, chị chốt hàng chị cứ lên cái size giùm em nha chị Gia Bảo ơi. Cứ lên size 5 giùm em nha, đừng lên số ký. Lên số ký là em hỏi chiều cao nữa đó. Đồ này chị cứ mặc size số 5, đồ bên em là chị cứ mặc size số 5 là ok. Rồi mã lập thể đi cái chị, lập thể em chỉ còn duy nhất size số 1, size 50-51kg đổ lại mặt giường. Lên giúp em mã lập thể đi cái chị, lập thể em chỉ còn size 1, size 50-51kg đổ lại mặt ok. Lên giúp em mã lập thể. Đẹp quá đẹp luôn. Lập thể kèm size giúp em cả nhà. Lên giúp em mã lập thể. 65.000 một áo. Rồi mã da này em cũng còn duy nhất size số 1 luôn, 50-51kg đổ lại mặt giường. Ủa cái mã trắng nó còn size số 5 nữa hả Quyên? Rồi lên giúp em mã vàng đi cả nhà. Lên giúp em mã này là mã vàng. Vàng kèm size giúp em luôn cả nhà. Lên giúp em mã vàng nha các chị. Vàng kèm size giúp em luôn các chị ơi. Lập thể không có size 2, chị mẫu đơn lập thể còn size số 1. Ủa mã da em đang mặc cũng còn size số 1 không hả? Phải mã vàng. Mã em đang mặc là mã da. Lập thể với da chỉ còn size 1 thôi, không có còn size khác. Lập thể 1 cho chị Phúc Trần Thị. Vàng 4 cho chế Lê Phương Thanh. Vàng 4 chế Lê Phương Thanh có rồi, chế Lê Phương Thanh lấy thêm hả? Lấy thêm hay gì chế Lê Phương Thanh ơi? Trắng em còn được size 5 với size 6 nè, cái chị lên với em mã trắng nha. Rồi lên với em mã trắng đi cái chị, lên với em mã trắng nha. Chớ em mã trắng đi cái chị, trắng, trắng kèm size giúp em nha, em còn được size 5 với size 6, lên với em mã trắng. Chớ em mã trắng nha cái chị, trắng này đẹp lắm, em còn size bự không à. Dạ rồi ok chế Lê Phương Thanh. Rồi nhí tím nha cái chị. Nhí tím là còn một một quán nguyên một sáu hả? Nhí tím. Nhí tím em còn được size 1 với size 6 nè, cái chị size 1 là 50kg đổ lại và size 6 là cho cái chị 74-75kg đổ lại thôi ha. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nhí tím nha cái chị. Nhí tím em còn được size 1 với size 6, lên giúp em mã nhí tím. Nhí tím còn 1 với 6, cái chị lên giúp em mã nhí tím. Là quên chốt đó. Em có nhớ nhầm không?
quên á. Nói thì quên. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nhí tím nha các chị, nhí tím. Ngày mai kiểm nó tra trên hệ thống hết mấy cái mục mà đơn đi, đơn tất cả đơn gì đó coi thử cho chị coi. Có bị miss ở đâu không, không thì chốt lại cho chị. 64kg cho em chiều cao đi chị Ánh Hồng. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã ngọc đi cả nhà, chốt em mã ngọc ạ. Ngọc em còn 1 2 ba, ba còn đựng cái hả? Đây mã ngọc này rất là đẹp nè mấy chị, 1m664kg mà size 4 nha chị Ánh Hồng ơi. Rồi lên giúp giùm em mã này đi cái chị, mã ngọc này quá đẹp luôn. Lên giúp em mã ngọc. Ngọc cái bông ở ngoài cũng đẹp nữa mấy chị. Ngọc kèm size giúp em nha, ngọc em còn từ size 1 đến size 6, size 3 hình như còn có 1 cái gì, cái hai cái gì hả mấy chị. Ngọc 3 cho chế Trần Quỳnh Trần. Lên giúp giùm em mã này là mã xanh lá. Xanh lá em còn được size 1, size 2, size 5, 6, 1, 2, 6. Xanh lá em còn được 1, 2, 6. Hết 5 hả em? Xanh lá chị đang mặc này nha. Em để ngược bởi vì chị nhìn. Chị nhìn chị thấy cái cục đó nó còn. Ngọc 3 em chốt cho chị Ngọc Thảo Phạm. Ngọc 2 cho chị Kiều Võ Thị Thí. Ngọc 4 chị Ánh Hồng. Chị Ánh Hồng lên giúp em số điện thoại chị Ánh Hồng ơi. Xanh lá em còn được 1 với 126 cả nhà ơi. Lấy luôn cái xanh lá này đi chị Kiều Võ Thị Thí. Đẹp nè chị, cái xanh lá này đẹp lắm á. Chị Ánh Hồng lên giúp em số điện thoại nha. Xanh lá này xuất sắc luôn, em còn được có hai cái size 2 nè, em còn được 126 thì chị đẹp lên giúp em mã xanh lá. Quá đẹp, áo bà ba mà cái chị mặc bông như thế này mặc nó mới đẹp nè chị. Mặc với quần trắng cũng đẹp. Quần đen, quần xanh đều ok. Xanh lá size số 2 em chốt cho chị Phúc Trần Thị là em hết còn áo. Xanh lá hiện tại còn 126 thì chị đẹp chốt giúp giùm em nha. Em là mặc áo bà ba là em thích mấy cái màu gì nè, càng hoàng hoài càng khoái. Quần ngày mai mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn nói với bạn lấy nha chị Ánh Hồng ơi. Rồi xanh lá size số 2 cho chị Kiều Võ Thị Thí luôn là em hết. Xanh lá size số 2 hết chị Tiền Trần ơi. Ngọc size số 6 cho chị Nguyễn Tám. Ok chị Nguyễn Tám. Chị Nguyễn Tám khỏi lên số điện thoại nha chị Nguyễn Tám ơi. Em có số rồi. Em chào chị Băng Duyên. Xanh lá 2 hết luôn chị Hằng Ngọc. Size số 2 bây giờ em còn được mã đỏ, mã vàng với mã ngọc thôi à. Ngọc 4 em chốt cho chị Đặng Thúy. Vàng với ngọc cũng rất là đẹp nha cả nhà. Em có bán quần màu lẻ nha chị ơi, bán quần màu lẻ. Còn về mấy chị muốn phối thì cái chị cứ thấy cái áo nào hợp thì cái chị cứ phối vô, em không có phối sẵn. Tại vì một cái quần thì cái chị có thể phối với nhiều áo, áo bông rất là dễ phối quần. Rồi lên giúp giùm em. Chị Loan Bùi là chốt xanh lá size số 1 hả chị Loan Bùi? Xanh lá em còn được 1-6 nha cả nhà. Xanh lá còn được 1 với 6. Chị Kiều Võ Thị Thí là khách cũ hay là khách mới chứ? Nếu là khách mới thì bên em phải gọi điện xác nhận đơn nha chị ơi, chứ không có đi đơn luôn. Còn khách cũ em đã chốt cho chị được một vài lần rồi thì em sẽ đi đơn luôn. Rồi đơn của chị Kiều Võ Thị Thí là khách mới, em chưa có thấy địa chỉ ở trên đây nên đơn của chị sẽ gọi điện chốt đơn trực tiếp nha. Em không có đi luôn nha chị. Chị mua bên em quen đi 2-3 lần đi đơn ok, số điện thoại đúng hết rồi thì em sẽ đi đơn luôn cho chị. Ủa sao em thấy ở trên đây không có nè chị, em thấy ở trên đây không có địa chỉ nè. Đau quá hay gì rồi, thôi chị cho mấy bạn nhà em gọi điện xác nhận số điện thoại một cái đi, nếu mà ok thì em sẽ đi đơn cho chị luôn nha. Lần sau đi đơn luôn chị, đợt này gọi điện đi. Tại em chỉ sợ là sai số điện thoại thôi. Rồi giờ gọi không được đó, cái đó không biết dùng sửa. Mã đỏ đi cả nhà ơi, mã đỏ quá đẹp luôn nè. Chị My Sa Thạch khách mới, lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại đi chị. Lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại nha. Em ở Cần Thơ nha cả nhà ơi. Em chỉ bán online hả mấy chị, em không có mở shop. Mã đỏ này hiện tại em còn được 1, 2, 4. Rồi mấy thưa Quyên? 1, 2, 4, 5.
1245 mã đỏ em đang mặc rồi. Xanh lá 1 cho chị Loan Bùi. Xanh lá 1 phí ship bên em là 25.000 trên một đơn nha các chị đẹp nha. Áo em đang mặc là em đang sale cho các chị còn 65.000 một áo. Chất vải phơm là em bao đẹp cho mấy chị đàng hoàng luôn ha. Áo này bình thường em bán là giá 80, tại hôm nay sale thôi. Lấy cho chị thêm một bộ áo dài cổ nữ hoàng họa tiết, quần màu nâu rồi. Ok chị Phạm Hoa, size số 3 luôn đúng không chị Phạm Hoa? Ok chị đẹp nha. Đỏ size 3 em hết rồi chị Đồng Thị Mỹ Phượng. Đỏ em còn được 1, 2, 4, 5. Đỏ em đang mặc là còn được 1, 2, 4, 5 hết 3. Lên giúp em mã em đang mặc là mã đỏ, cái chị rất là đẹp luôn. Đỏ kèm size giúp em nha. Ok chị Mi Sa Thập, lên giúp em, lên giúp em số điện thoại đi chị Mi Sa Thập. Gì ha? Phạm Hoa nè, cái áo dài. Rồi cái này nha chị Phạm Hoa, cộng thêm cái quần cho chị luôn nha. Áo dài chị mặc size số 3, quần em lấy cho chị size 1 thôi nha chị. Chị gọi địa chỉ này chị mới dục đồ. Chị Mi Sa Thập lên giúp giùm em số điện thoại nha chị ơi. Ở trên live em sẽ chốt áo cho chị trước ha. Rồi ngày mai mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn, chị muốn lấy thêm quần thì chị lấy rồi. Rồi em đang mặc cái chị lên giúp em là mã đỏ nha. Đỏ hiện tại là em còn được 1, 2, 4, 5. Mã đỏ rất là đẹp luôn. Rồi sơn thủy em còn duy nhất size số 1 nè các chị. Sơn thủy em còn duy nhất size số 1. Các chị đẹp chốt em mã sơn thủy 50-51kg đổ lại mặt vừa. Lên giúp em mã sơn thủy. Đẹp quá đẹp, sơn thủy nha, sơn thủy em còn duy nhất size số 1, các chị đẹp nhà em chốt em mã sơn thủy. Chốt em sơn thủy đi cả nhà, sơn thủy đẹp quá. Tương tác lên giúp em cả nhà ơi, cả nhà. Thật chưa có số điện thoại. Chị Mi Sa Thập lên giúp em số điện thoại nha. Rồi em lên cho các chị một cái set đùi em mới về hồi trưa nha mấy chị ơi. Hết đùi 85.000 rất là đẹp luôn. Có lộn của chị nào không? Áo dài tối nay em không có like chị. Đơn hàng của chị Mi Sa Thập là ở bên em sẽ gọi điện chốt đơn nha chị Mi Sa Thập ơi. Ngày mai có đơn để ý điện thoại giùm em nha chị. Em lấy 3 bộ, một đen, một nâu, một ruốc, size 4. Áo cái tân bông màu, áo cái tân màu kia. Rồi em lên cho cái chị bộ này nha cái chị. Một đen, size 4. Bộ này em về hồi trưa nhưng mà em like là nó cũng hết cái size 5 với hết size 6 rồi. Ý chịu có xả ra được không đó. Hiện tại là xã số 3 không? Hiện tại em còn từ size 1 đến size 4 mà mấy chị. Size cho các chị đẹp nhà em từ 46-47kg ha. Đến cho đến 65-66kg cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Nữ hoàng size số 6 chị lấy mã gì chị Kim Chi Nguyễn ơi? Bộ bà ba màu còn màu tím Huế size 4 không em? Bộ bà ba màu trên đó em hình như là còn được có một màu một hả? Bộ bà ba màu size số 4 hình như em nhớ còn có màu một mà chị Lê Phương Thanh, nhưng mà nó không phải là màu tím quế, nó là màu gì á. Rồi bộ em mặc là 85.000, cái chị chất thun lỗ giúp em luôn. Cái này là em may theo cái kiểu Barbie doll ha, nên là chị hoặc cái chị với các cô nào mà lớn tuổi một tí xíu hoặc là có bụng nhiều là cứ yên tâm mặc cái bộ này nha, rất là đẹp luôn. Hoặc là chị gái nào mà có em bé đó có thể là mặc được luôn, rất là đẹp luôn nha. Rồi lên giúp giùm em mã đang mặc là mã bông vàng, cái chị bông vàng. Vải thun lỗ nha chị Thanh Thảo Bụi, còn có một bộ đó, đó. Chị nhớ còn có một bộ hai bộ gì hả? Bữa còn 4 bộ chị kia chị lấy, có 3 bộ còn 1 bộ. Rồi còn có một màu một hà chế Lê Phương Thanh lên. Còn có một bộ màu này là màu đỏ rượu á chị. Nó như màu đỏ rượu vậy đó. Coi size cho em đi hai ơi. Nào, cái đó đó.
không thì chị thảy ra cho Quy đi hoặc qua bên đây đi. Rồi qua đây Quy Quy thảy qua để bạn căn hộ chưa vô nha. Ngồi lo làm cái gì vậy? Là like tới cái mẫu phụ like là like tới cái mẫu nào người ta phải lập cho người ta coi size người ta coi mẫu rồi. Ở đây là con nhỏ. 2 1 2 3 Rồi mã bông vàng em đang mặc là còn từ size 1, size 2 và size 3 các chị. 1 2 3 ha các chị lên giúp em mã bông vàng. Bông vàng em còn được size 1, size 2 và size 3 85.000 một bộ. Xếp đùi. Chớ phải thun lỗ với em rất là đẹp luôn. Lên với em mã này nha chị, quần thì hai túi hai bên với em nha, quần túi xéo. Mã này lên giúp em mã nhí vàng. Một, hai, ba, bốn lên giúp em mã nhí vàng các chị, bộ này rất là đẹp luôn nè. Nhí vàng em còn được 1, 2, 3, 4 các chị đẹp lên giúp em mã nhí vàng. Nhí vàng em còn được 1, 2, 3, 4 Rồi lên giúp em cam đất, cái bộ cam đất này đẹp nè mấy chị. 1, 2, 3, 4 luôn lên giúp em mã cam đất. Cam đất em còn 1, 2, 3, 4 luôn nha cam đất. Rồi mã đỏ. Mã đỏ còn 2, 3 Đỏ em còn được 1, 2, 3 thôi các chị. Đỏ em còn được 1, 2, 3 các chị đẹp lên giúp em mã đỏ. Rất là đẹp luôn. Rồi mã da. Da còn 3, 4 Da em còn được 1, 3, 4 Chiều xả ra được bộ 4 nữa hả? Da em còn được 1, 3, 4 các chị đẹp chốt em nha, mã da. Chị My sao thật ơi, hàng em không có gửi qua hình ảnh qua bên Messenger đâu nha chị ơi. Mình chốt trực tiếp ở trên live giúp em ha. Chứ em không có gửi qua Messenger cho mấy chị coi nha. Nên là các chị đẹp nhà em chốt ở trên live giùm em luôn. Rồi lên giúp em mã này là mã nhí cam ạ. Chốt em mã nhí cam. Nhí cam em còn được 1, 2, 3 Chị nào đang xem live á, thì cái chị để ý giùm em nha. Em không có chụp hình gửi qua Messenger cho mấy chị lựa mẫu nha mấy chị. Lên giúp em mã này là mã lá cái chị, mã lá. Mấy chị coi lại live mấy chị chụp á, thì có thể là em lấy cho mấy chị được. Chứ kêu em mà chụp mẫu cho mấy chị mà để cho mấy chị lựa là em không có chụp à. Đỏ ba Út chốt cho Út. Với cam ba là em hết rồi. Còn không còn bộ hả? Chiều xả ra hả? Ok, với cam ba cho chị Khánh Kiều. Cuối cùng chị Khánh Kiều cũng chốt được mã với cam rồi. Và chiều chốt hết đúng không? Tối nay có xả ra được bộ. Bộ rớt vai ống rộng giả váy hả? Bộ rớt vai ống rộng giả váy hình như là còn được một bộ mà không biết giờ nó nằm ở đâu rồi chị. Một hai bộ gì không biết giờ nó nằm ở đâu luôn rồi, không có nhớ luôn. Ống rộng mà cổ đồ giống như là viền phẩm á thì em còn. Còn cái bộ đó giờ không biết nó nằm ở phương trời nào rồi. Không nhớ. Lên với em mã này là mã lá đi. Cái chị mã lá này rất đẹp nè. Lá em còn được 1 với 3 1, 2, 3 chứ phải Nguyên hay là dạ, 1, 3. 1, 2, 3 Rồi lá em còn được 1, 2, 3 cái chị. Chốt em mã lá. Như chị còn thiếu mã đẹp đó Nguyên. Đẹp. Cái bộ lá này đẹp nè cái chị. Lá em còn được 1, 2, 3 cái chị đẹp chốt em mã lá nha. Lá. Rồi, mã đẹp. 1, 2, 3 luôn nha. Mã đẹp em còn được size 1, size 2 và size 3 luôn. Cái chị đẹp chốt giúp giùm em. Em nhắc lại là em không có chụp hình gửi qua Messenger để cho cái chị lựa mẫu nha mấy chị ơi. Cái chị đẹp nhà em thông cảm nha. Rồi, mã lá size số 2 em chốt cho chị Ngọc Thảo Phạm. Tất cả hàng là em livestream trực tiếp hết. Lâu lâu thì em có mẫu mà có sẵn thì em còn chụp cho mấy chị coi ha. Ví dụ như em like những cái hàng sale mà mẫu lò người ta có mẫu sẵn á thì em đăng lên cho mấy chị thôi, chứ chụp mẫu thì là, em có chụp đi chăng nữa thì nó cũng theo mã hết trơn rồi. Còn bình thường mà kêu em cầm cái bộ đồ về nào mà chụp qua cái bọc rồi cho mấy chị là em không có chụp nha. Đẹp một em chốt cho chị Mimi. 1m64 mà nặng 1m64 nặng 57kg chị gọn người thôi chị đổ chính. Hình như là em hết rồi. Cái bộ đó nếu như mà chị 1m64 57kg là không có còn size của chị hết trơn rồi. Size 3 em không còn bộ nào chứ. Còn được có bộ size 4 hay gì mấy mà không biết giờ nó nằm ở đâu rồi chị ơi. Thôi mình đợi khi nào có mẫu mới mình mua giúp em nha. Rồi, mẫu này lên giúp giùm em là mã bông vàng nha mấy chị, bông vàng. Bông vàng em còn được 1 2 3 4, các chị đẹp chốt giúp giùm em bông vàng. Dạ chị My sao thật, em mới trả lời chị xong đó, em không có chụp hình gửi mẫu cho mình lựa nha. Mình mua trực tiếp trên livestream giùm em.
Còn mẫu thì em có đăng ở trên trang á, thì cái chị coi ở trên đó, chứ kêu em mà cầm cái bộ đồ rồi bỏ xuống chụp hình cho mấy chị coi á, em bảo đảm với mấy chị em mặc một, em chụp 100 bộ cái chị không lựa được bộ nào hết trơn, tại chụp bộ nào lên nó cũng xấu á, mà không có thời gian để chụp đâu chị, nên là lựa trực tiếp trên livestream giùm em. Bộ vàng size số 4 cho chị Kim Chi Nguyễn, bông vàng 85.000 một bộ nha chị Yến Nhi Nguyễn ơi, giá vẫn hơi dịp cũ ha. Mã đẹp em còn được size 1, size 2 và size 3 các chị. Mã đẹp em còn được size 1, size 2 và size 3. Cái bộ này là cái chị đẹp nhà em. Chốt rồi, đẹp còn 2, 3. Vậy hả? Đẹp hiện tại còn 2 với 3 hả các chị đẹp nhà em? Đẹp hiện tại em còn được size 2 với size 3. Mấy chị nhắn tin mà không thấy em trả lời thì mấy chị cũng đừng có trách nha mấy chị ơi, tại vì em có nói trước rồi là em không có bán qua tin nhắn nha. Hạn chế khi nào em rảnh em mới chấp tin thôi. Còn bình thường là em vẫn livestream trực tiếp em bán nha. Em mặc mẫu cho cái chị dễ nhìn thực tế luôn. Chụp hình nhiều khi ra cái màu nó khác nữa mấy chị. Chụp hình thì bây giờ ai cũng dùng app hết trơn rồi, không dùng app nó rất là khó nha. Nên là lên màu đồ này kia nó cũng không có chuẩn nữa. Livestream là ok nhất. Lên với em mã lá thì cái chị lá em còn được 1, 2, 3 nè, cái mã lá này đẹp lắm luôn á mấy chị. Lá này hồi chiều khách nhà em chốt nhiều lắm nè, mặc lên đẹp. Lên với em mã này là mã lá nha cái chị, mã lá, lá kèm size giúp em. Giúp em mã lá. Lá em còn được 1, 2, 3. Nhí cam em còn được size 1 với lại là size 2. Lên giúp em nhí cam. Nhí cam em còn được size 1 với size 2. Cái chị đẹp chốt em mã nhí cam. Mã đẹp size số 3 em chốt cho chị Thanh Việt. Là em hết đẹp 3 ha. Rồi nhí cam em còn được size 1 với size 2. Cái chị đẹp chốt giúp giùm em là mã nhí cam. Đẹp quá các chị ơi. Nhí cam kèm size giúp em nha cả nhà, nhí cam. Chốt em mã nhí cam. Rồi cái này các chị lên giúp em mã da. Da em còn được 1, 3, 4. Da em còn được size 1, size 3 và size 4. Các chị lên giúp em mã da. Nhí cam 1 cho chị Mimi. Lá 3 cho chị Thanh Thảo Bùi, đơn của chế Thanh Thảo Bùi đi đơn luôn. Ok chị đẹp. Mã da mấy chị ơi, da em còn được 1, 3, 4. Cái chị đẹp chốt em mã da nha, đẹp quá. Da em còn được 1, 3, 4. Cái chị đẹp chốt em mã da đi các chị. Chốt em da nha, da kèm size với em 1, 3, 4. Da 1 cho chế không? Da 3 cho chế Yến Nhi Nguyễn. Hả cái gì đó? Da em còn được 1, 3, 4. Cái chị đẹp chốt em mã da đi các chị. Quá đẹp. Da kèm size với em ha. Ở đây em có viền cho các chị một cái ren nữa nè, rất là dễ thương. Nó sẽ dúng hai bên eo nha các chị. Rồi chốt em mã da nha cả nhà. Da đỏ là em còn được 1, 2, 3. Chốt em mã đỏ. Da 4 cho chị Kim Chi Nguyễn. 85.000 một bộ chị Phạm Thúy Phượng. Rồi ok. Chị Thanh Thảo Bùi đổi số điện thoại mới nha. Sao 97 phút. Rồi lên với em mã đỏ đi cả nhà, đẹp quá cả nhà ơi. Đỏ em còn được size 1, size 2 và size 3. Cả nhà lên giúp em ạ. Giá chỉ có 85.000 thôi, không lỗ, giá vẫn không đổi, 85.000. Một set bộ đùi như thế này có giá có 85.000, quá đẹp luôn các chị. Về tá tá mặt đi uống cà phê rồi ha, ăn hủ tiếu gõ. Lên giúp em mã này nha cả nhà, lên giúp em mã này là mã đỏ nha, đỏ em còn 1, 2, 3. Của chị Yến Nhi Nguyễn là nốt là ở Vĩnh Long nha, không có ở gửi về Cần Thơ nữa nha. Ngày mai em nghe nha. Vĩnh Long đúng rồi. Cô điện Yến Phụng Vĩnh Long.
Vậy đơn của chị đi bưu điện đi. Nay gửi bưu điện. Hãy gửi qua Viettel cái đánh lên Cần Thơ nữa. Lên nha em, mã đỏ nha, cả nhà mã đỏ. Chốt em mã đỏ nha, cái chuyện mã đỏ. Bên em ấy là em nốt cái địa chỉ của chị luôn rồi đó chị, nhưng mà tại vì ở bên bưu cục á mấy bạn đánh đơn á mấy bạn không có để ý á chị Yến Nhi Nguyễn, cái đánh cái số điện thoại, ví dụ như số điện thoại của mình 10 số mà chị là khách quen mua mấy lần rồi, đánh lên mới có 4-5 số à, tầm khoảng 7 số là cái địa chỉ với số điện thoại của chị hiện ra luôn à. Xong cái mấy bạn không có để ý á, cái mấy bạn cứ nhập cái địa chỉ cũ không mà cứ enter cái địa chỉ cũ không, tại nó có sẵn nó cứ nổi lên á. Thường là em mấy tụi em chốt là mấy bạn chốt là mấy bạn sẽ ghi cái địa chỉ mới của chị không, là địa chỉ Vĩnh Long á, tại em nói vô thẳng cái chở trên cái bill của chị luôn rồi. Rồi lên với em mã này là mã cam đất, thì mấy chị cam đất đẹp quá, cam đất còn 1 2 3 4 em, cam đất em còn 1 2 3 4 này chị, đẹp là chốt đi, cái bộ cam đất này đẹp nè mấy chị, màu đẹp cam đất này, màu nó không có sáng đâu, ở ngoài đẹp lắm, ngoài họa tiết đẹp hơn trên live. Lên với em cam đất cái chị ơi, cam đất, cam đất kèm size giúp em cả nhà ơi. Dạ đúng rồi, chị mua ở bên em nhiều quá, vậy thì chỉ có sẵn đó, xong rồi mấy bạn nhập mấy bạn không để ý, mấy bạn nhập đơn á, tại vì khi mà em gửi qua bưu cục là sẽ bên bưu cục sẽ nhập thêm một cái lần nữa, nhập thêm một lần bill nữa mới đi đơn được. Rồi lên giúp giùm em mã này nha, mã nhí vàng. Nhí vàng em còn 1 2 3 4 cho cái chị luôn, nhí vàng em còn 1 2 3 4 luôn cái chị, cam đất size 2 cho chị Phạm Thúy Phượng. Là em hết cam đất 2 nè. Rồi chốt em bộ nhí vàng đi cái chị, nhí vàng em còn được 1 2 3 4 cái chị đẹp, chốt em mã nhí vàng. Rồi là em hết nha. Hoặc em có bao nhiêu họa tiết đây? 85.000 một bộ. Em còn mấy bộ của cái lô trước này, em lên cho mấy chị luôn. 85.000. Chị nào có thích cái mẫu trước thì cái chị chốt. Rồi em đang mặc mã này là mã nhí vàng luôn nha cả nhà, nhí vàng em còn được 1 2 3 4 luôn nha, 1 2 3 4 luôn. Rồi cái mẫu này cũng 85.000 giúp em luôn, nhưng mà cái kiểu nó khác nha. Lên với em bộ này là ý bộ này có size số 4. Chị tưởng tao nhỏ. Để chụp. Nhí vàng size 1 cho chế Mimi. Ok chế Mimi. Rồi lên với em bộ này là bộ bi xanh đi mấy chị, bi xanh em còn được size 2 với size 4 nè. 85.000 luôn. Lên với em bộ này là bộ bi xanh nha các chị, bi xanh em còn được size 2 với size 4. Nó cũng là set bộ đùa luôn nè, cái lô này em về em bán còn có tầm khoảng 7-8 bộ. Vậy. Rồi lên giúp giùm em bộ này ha, lên giúp em mã bi xanh. Bi xanh em còn được size 2 với size 4, cái chị đẹp chốt giúp giùm em mã bi xanh. Những cái set đùi này là cái chị mặc đó là nó tôn được cái vòng ngực nè, eo nè, nhưng mà nó che được cái phần bụng của mình nha. Chị mặc rất đẹp, chờ chị băng riêng nha. Rồi lên giúp giùm em mã em đang mặc nha cái chị, lên giúp em mã em đang mặc là bi xanh. Cái này cái chị lên giúp giùm em là xanh đen. Xanh đen em còn được bộ size 4 nè, 60-65kg mặc vừa, lên giúp em mã xanh đen. Xanh đen em còn được size 4. Rồi mã đỏ em còn được bộ size 2 đỏ, 55-56kg đổ lại mặt dừa, lên với em mã đỏ. 85.000 một bộ luôn, rất là đẹp nha các chị. Lên với em mã đỏ. Xanh đen. Rồi mã ngọc, ngọc em còn được bộ size 4 nữa này mấy chị. Ôi đẹp quá. Chị nào mà size 4 chốt mấy bộ này đi, đẹp quá thì đẹp luôn nè. Sao có mấy bộ size 4 hôm bữa em nhớ còn size 1, size 2 không ạ. Lên với em mã ngọc nha các chị ơi, ngọc, ngọc em còn được size số 4. Bộ ngọc đó là đẹp xuất sắc luôn á. Lên với em mã vàng, chị nào size 2 lấy luôn mã vàng nè, đẹp chưa. Vàng em còn được size 2, 55-56kg đổ lại mặt dừa. Cái kiểu này thì các chị mặc nhìn nó sẽ gọn hơn, còn cái kiểu hồi nãy em mới về là cái kiểu Barbie doll nha. Kiểu này thì các chị mặc ok nè, vẫn che được cái phần bụng cho các chị đẹp nhà em nha. Rồi xanh đen, ủa anh xanh, xanh nâu. Xanh nâu em còn được bộ size 2 luôn cả nhà, xanh nâu. Xanh nâu em còn được bộ size 2, 55-56kg đổ lại mặt dừa, lên giúp em mã xanh nâu.
bữa nhớ bán hết rồi. Chị kia bà lấy 7 bộ. Cái này nó kim tím nha mấy chị, nó cứ kim tím. Lên với em mã này là mã xanh nâu nha, lên giúp em là xanh nâu. Rồi, cuối cùng bộ này lên giúp giùm em là mã cam xanh nâu 2 cho chị Ngọc Thảo Phạm. Ok chị đẹp. Rồi, chốt em bộ này đi mấy chị, kẻ cam. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Kẻ cam em còn được bộ C4 nè, bữa nay mấy chị C4 của em đâu rồi? Hôm bữa C4 mua không được này, hôm nay còn em xả ra được mấy bộ nè mấy chị. Kẻ cam bộ này mặc lên là trắng tươi luôn, lên với em bộ kẻ cam nha. Rồi em đang mặc là bi xanh, bi xanh là em còn được size số 2 và size số 4. Chốt em mã bi xanh. 85.000 một cái set đùi luôn, rất là đẹp, cũng thun lỗ giúp em luôn ha. Rồi lên giúp em bộ này là bộ kẻ cam. Kẻ cam là 65kg đổ lại. Lên giúp em mã kẻ cam. Đẹp lắm mấy chị. Kẻ cam em còn được size số 4. 65kg đổ lại. Lên giúp em bộ này là bộ kẻ cam. Đẹp lắm cả nha. Kẻ cam kèm size giúp em nha. Còn được bộ size 4. Chúng em kẻ cam bi xanh 4 cho chị Kim Chi Nguyễn. Rồi vàng em còn được bộ size 2. Vàng em còn được bộ size 2 nha chị. Vàng em còn được một bộ size 2. Cái chị đẹp chốt em mã vàng nha. Mã vàng. Rồi 4D chờ em tí xíu chị hả? Em mới chế chốt đi. Ôi cái bộ vàng đẹp quá chị ơi. Chốt em mã vàng nha cả nhà, vàng kèm size giúp em nha, còn được bộ size 2 lên giúp em mã vàng. Đẹp quá đẹp. Chốt em mã vàng đi cái chị vàng. Tối tôi uống cà phê. Chốt em mã vàng đi cái chị vàng. Ngọc đẹp này chị Kim Chi Nguyễn. Chốt luôn đi chị, mã Ngọc đẹp lắm. Ngọc này khách chốt nhiều mà hôm bữa không còn. Ngọc em còn được bộ C4 luôn. Lấy luôn đi chị đẹp ơi. 85.000. Lên với em mã Ngọc à. 65kg đổ lại mặc vừa, lên giúp em mã Ngọc. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Ngọc 4 cho chị Nguyễn Hằng. Và em hết Ngọc 4. Một bộ mã đỏ cả nhà ơi, chị nhận được bộ lụa rồi, đẹp lắm em, cảm ơn chị Quỳnh Đào. Đỏ em còn được bộ size 2 cả nhà ơi, 55-56kg đổ lại mặt vừa, lên giúp em mã đỏ. Đỏ em còn được bộ size 2, 55-56kg đổ lại, cái chị đẹp nhà em mặt vừa, lên giúp em mã đỏ nha. Quá đẹp, lên giúp em mã đỏ đi cả nhà. Đỏ, đỏ kèm size giúp em. Rồi bộ cuối cùng là màu xanh đen. Cái này em còn được bộ xanh đen, cái chị xanh đen. Sống này em lên lụa cho mấy chị. Xanh đen xe 2. Ủa, này xe 4. Xanh đen em còn được xe 2 với xe 4 nè cả nhà. Cả nhà chốt em mã xanh đen ha. 85.000 một bộ. Xanh đen em còn được xe 2 với xe 4. Bộ em đang mặc là xe 4, 60-65kg đây là. Xanh đen 4 cho chị miền Tây quê tôi. Còn bộ xe 4 kẻ cam này chị Nguyễn Hằng. Chị Nguyễn Hằng có lấy không? Chị Nguyễn Hằng với chị miền Tây quê tôi. Cái bộ kẻ cam này mặc trắng da lắm nè. Em còn được bộ xe 4 này, chị đẹp nào lấy cho em luôn đi chị. Chị đẹp nào lấy giúp em luôn đi, rất là đẹp luôn. Kẻ cam. Kẻ cam, kẻ vàng, kẻ nâu gì cũng được trên. Bộ này mặc trắng da lắm, rất là đẹp. Lên với em bộ này nha cả nhà. Còn bộ size 4 duy nhất. Kiểu rất đẹp á mấy chị, mặc nhìn gọn. Rồi em lên bộ lụa cho mấy chị nha. Em lên bộ lụa 4D cao cấp nha. Ok em chốt chị chế miền Tây quê tôi.
cho em cái cục mẫu lụa đi ha. Rồi em lên bộ lụa 4D cho các chị nha, các chị đẹp nha, em 145.000 bộ rất là đẹp luôn ạ. Cái bộ lụa kia kìa Quyên, bộ lụa bông á, cái của cái lóc ở ngoài. Cái này rất là nhiều họa tiết nha mấy chị. Rồi bộ này lên giúp em là mã số 30 nha các chị ơi, 30. Cái này em sẽ có hai size mấy chị, size 3XL và 4XL. 3XL là 65kg đổ lại mặt dừa và 4XL là 70kg đổ lại. Rồi chốt em bộ này là mã số 30 nha các chị, rất là đẹp luôn nha. Bộ lụa này là lụa siêu cấp in 4D rất là đẹp. Em có hai size 3XL là 65kg đổ lại mặt dừa và 4XL là cho các chị đẹp nhà em 70kg. Rất là đẹp luôn. Lên với em bộ này là mã số 30 kèm size với em. 30.3 hoặc là 30.4 nha, .3 là 65kg đổ lại và .4 là 70kg đổ lại. Lên với em bộ này là mã số 30. Rồi lên giúp em bộ này mã số 38 nha chị. 38 rất là đẹp luôn nha cả nhà. Bộ này sang dữ lắm luôn á, in 4D rất là đẹp. Đẹp mà mát nữa, giải rất là mát luôn. Lên giúp em bộ này mã số 38 nha các chị, 38. Rồi chốt em bộ này là mã số 27. Lên với em bộ này là mã số 27 cả nhà, màu rất là đẹp luôn. Đồ đồ này để đây kìa. 27, nãy đưa cho chị kia coi. 27 lên giúp em, ship luôn đi ha. Không có bận em á. Không, không có bận. Em vô một lần thôi nha cả nhà, em sẽ không có mặc lại nha, tại nó nhiều dữ lắm. Chị coi kỹ rồi mấy chị chốt. Lên với em bộ này là mã số 28 nha các chị, 27 chứ, 27. 27.3 là 65kg đổ lại và .4 là cho cái chị đẹp nhà em 70kg đổ lại mặt dừa. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 28 nè. 28 nha các chị ơi, 28. Quá đẹp luôn. 28 nha. Chốt em bộ này là mã số 28. Chị Hai của anh đang ngồi chơi rộng. Chị ngồi trong đó nó chọc. 38.3 cho chị Nguyễn Hằng. Ok chú Nguyễn Hằng. Áo dài cổ nữ hoàng size số 6 màu đỏ. Em có cái đỏ, em có cái em có hai cái màu đỏ chứ ơi. Một cái đỏ và một cái đỏ nâu. Chứ lấy cái nào chứ Kim Chi Nguyễn. Đây là mã đỏ nâu. Và đây là mã đỏ, chứ lấy cái nào? Đây là mã đỏ nha, và đây là đỏ nâu. Rồi bộ này lên giúp giùm em là mã số 48 cả nhà, 48. 48 là cái lụa sượt mấy chị, lụa sượt nhưng mà sượt cao cấp nha, nó rất là mềm luôn. Lên giúp em bộ này nha các chị, lên giúp em bộ này là mã số 48. Rồi mã đỏ cho chị Kim Chi Nguyễn, xe số 6. 115. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã 48 nha cả nhà, 48 kèm size giúp em. 3XL và 4XL lên giúp em 48, đẹp lắm luôn cả nhà ơi. 48 nha. Rồi chốt em bộ này. Bộ này lên giúp em mã số 31. Cái chị có coi cái bộ lụa này nữa không? Mấy chị ơi, coi nữa thì em like nha. Ở đó nhiều lắm, không thì em sẽ qua mẫu khác. Tại vì nó tới mấy chục bông lận, bung ra hết 2-3 cọc luôn. Mấy chị có coi không? Coi thì em lên tiếp, không thì em qua. 31 lên giúp em bộ này mã số 31. Mấy chị cứ yêu cầu lên mà em lên đó, thì mấy chị không có chốt. Cái ngày mai em like cái bắt đầu yêu cầu lên nữa.
48.3 em chốt cho chị Nguyễn Hằng. Ok chị Nguyễn Hằng. Có một cái bộ mã số 21 đẹp nè chị Nguyễn Hằng. Chị Nguyễn Hằng thích màu sáng hay là thích màu chầm chầm chị? Có cái bộ lụa sượt mã số 21, mã số 21 mình còn không em? Mã số 21 nằm bên cái cọc bên kia hay gì á? Là cái bộ màu xanh đen. Màu xanh đen nữa. Cái này hả? Ừ. Không phải, này mã số 30. Vậy là mã số 21 đó. Đó gì đó. Đây là em hổng bán hết trời, còn mấy bộ này 20 nè, vậy là 21 là... Hết rồi hả? 21 là hết rồi. Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà, bộ này là màu, nó giống như là màu tím môn vậy đó mấy chị, rất là đẹp luôn, rất là đẹp và sang. Ừ, đúng rồi, mã số 21 đó, chị hỏi bộ đó đó. Còn ở trong kia không? Cái cọc ở bên đây không có. Không, mã 21 còn nằm đó làm gì làm kia. Nó không có lộn đâu, nó cột. Cái cọc đó là mẫu khác hả? Cái cọc này hả? Cọc đó là chung đây nè, phân như làm hai cọc lận mà. Có nghĩa là em hỏi cái mã số 21 nó không có nằm bên đây, nó có nằm bên kia không? À là cái cục mẫu á hả? Ừ. Cái này chị. Đúng không? Ừ. Người ta đang nói mẫu kia, mình nói mẫu thì mình nói mẫu. Cái gì? Thì nếu mà hỏi là bộ đơn. Lên với em bộ này nha cả nhà, bộ này lên với em mã số 26 là rất là đẹp luôn các chị. 26 đẹp lắm luôn cả nhà ơi, in lên rất là đẹp. Đây mã số 21 mấy chị chốt rất là nhiều nè. Em còn được có hai bộ size 3XL 65kg đổ lại mặt dừa, lên giúp em 21.3. Bộ này là siêu sang luôn á. 21.3 đẹp lắm luôn á, lấy thêm bộ này đi em chị nào vừa size 4 nè. Lên lụa satin mà màu sáng hả, chị thích màu sáng hả chứ không phải thích màu tối hả? Đây cái bộ này rất đẹp luôn nè. Bộ này mặc sang lắm. Lên với em bộ này nha. Okay, lụa tơ, cái này là tơ sượt, rất là đẹp. Lụa latin toàn là màu sáng không chứ ơi, đây màu ngọc nè. Lên với em bộ này là mã số 49. Đây màu ngọc nè, rất là đẹp luôn. Cái này chỉ màu sáng không à. Chỉ màu tối thì em có ít chứ màu sáng thì bao la. Lên với em bộ này nha, mã số này là lên giúp em là mã số 49. Ơi nó đẹp. Màu hồng. Cho em bộ này nha cả nhà, bộ này là mã số 45, đẹp quá. 45 nha cả nhà, 45. Màu hồng. 49.3 cho chị Nguyễn Hằng. Lên với em bộ này là mã số 45 nè cả nhà, quá đẹp luôn. 45. Ôi đẹp quá, lấy thử một bộ lụa sượt này mặc đây chị Nguyễn Hằng ơi, cái bộ này nó đẹp dữ lắm luôn á, chốt ủng đó chị. Màu hồng nè, màu hồng quá đẹp. Cái này gọi là tơ chứ không phải là lụa, mấy chị, tơ sượt. Nó rất là mềm và nó đẹp luôn. Mặt sang lắm. Lên với em bộ này nha các chị ơi. Này lại mã số nhiều quên. Cái mạc gì mặt ngược đó. 45. Lên với em bộ này mã số 45. Em có chấm 3 và chấm 4. Chốt em 45 nha. Lên với em bộ này mã số 45. Quá đẹp và quá sang. Lên với em là 45 cả nhà, 45. Rồi chốt em bộ này. Đây là lụa nữa nè chị, màu vàng. 43. Chốt em bộ này là mã số 43, kèm size giúp em. 43, chốt em 43 nha. Rồi bộ này lên giúp giùm em là mã số 46. Ôi nó đẹp. Nhìn mấy bộ này ghiền luôn á chị. 46 nha các chị ơi, 46. Rồi, màu này sang cực kỳ luôn nè. Rồi, chốt em bộ này nha các chị. Bộ này mã số 32. Chốt em bộ này mã số 32. Bộ này đẹp nè chị. 39 nè. Màu này cũng đẹp nữa. Ok, đơn của chế Kim Chi Nguyễn em đi đơn luôn khỏi rồi. Nóc nha hai ơi. Lên với em bộ này nha cả nhà. Màu này lên giúp giùm em là mã này là mã số 39, đẹp quá.
39 nha các chị, 39. Rồi, bộ này lên giúp chùm em mã số 33. Chốt em 33 nha, 33. Này đẹp mà mấy chị không chốt ổn không? 39.3 cho chị Nguyễn Hà. Lên với em bộ này là mã số 25. Bạn 9.3 đó. Rồi lấy luôn đi. Bên đó còn 4 hả Nguyên? Rồi rút cho chị bộ mẫu khác đi. Ghi mã số 39.3. Ủa anh 3 mã số 39. Lên với em bộ này nha cả nhà. Bộ này mã số 25. Lên với em bộ này mã số 25. Rồi em qua cái bộ này cho mấy chị nha. Bộ đó là 135. Em lên cho cái chị bộ này là giá 130. Hàng này thì hàng resize 50kg đổ lên, 65kg đổ về. Bộ này là resize nè. 50kg đổ lên, 65kg đổ về. Màu này lên giúp giùm em là mã này là mã số 11. Lên với em mã số 11. 50kg đổ lên, 65kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 11. Quá đẹp. Bộ này họa tiết đơn giản nhưng mà mặt đẹp không chị? Chốt em bộ này mã số 11 nha cả nhà, mã số 11. 50kg đổ lên, 65kg đổ về. Nó có size 1 à. Mã số 11. Lên với em bộ này mã số 17. Chốt em bộ này mã số 17 cái chị, 17. Quá đẹp. 17 nha, chốt em mã số 17. Rồi bộ này lên giúp giùm em là mã số 18. Màu này đẹp quá mấy chị. 18. Chốt em bộ này mã số 18 cả nhà ơi, 18. Rồi chốt em bộ này nha. Bộ này lên giúp em mã số 13. Màu hột gà này rất là đẹp. 13, lên giúp em bộ này mã số 13. Rồi bộ này mã số 16. Lên giúp em bộ này mã số 16 các chị, 16. Đẹp quá, 16. Chốt em bộ này mã số 19. 19, 19 nha các chị, 19. Chốt em bộ này mã số 12. Đẹp quá. 12. Rồi mã số 20 cả nhà, 20 màu hồng phấn. Hồng da. Chốt em bộ này mã số 20. 65kg đổ lại. Chốt em bộ này mã số 20. Mẫu này không có size lớn chị Quỳnh Đào. Mẫu này size 65kg đổ lại. Lên với em bộ này nha cả nhà. Bộ này lên giúp giùm em là mã số 14. Chốt em mã số 14. Rồi cuối cùng là mã số 15. Rồi em hết nha. 65kg đổ lại. Lên với em bộ này mã số 15. Rồi em hết cái chị. Rồi em offline ở đây luôn nha các chị. Hẹn gặp lại vào các chị vào buổi live trưa mai nha. Trưa mai vào lúc 11 giờ. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Bye bye các chị. Chúc các chị đẹp nha, em ngủ ngon.